Chương 21, chuyện cái giếng. Cái giếng ma quái này nằm ở xóm Tả Nguyên, có tên là giếng đá. Cái giếng có kiểu kiến trúc hình vuông, sâu khoảng 3 đến 4 trượng, rộng hơn 1 trượng. Xung quanh được ốp những phiến gỗ quý, qua hàng trăm năm rồi mà vẫn cứng như đá, đen như than. Cái giếng này ẩn chứa rất nhiều điều kỳ quái, đêm nào giếng cũng phát tiếng động là giống như có người đang múc nước. Dân trong làng mỗi thế hệ đều có những người tò mò, họ rình hàng đêm để xem ai múc nước giữa đêm, nhưng chưa bao giờ bắt được thủ phạm. Đặc biệt tiếng kêu này chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày thì yên ắng. Ngoài ra, bất kể vào mùa nào nước giếng luôn trong vắt và ngọt lịm. Bởi thế nước giếng rất được người dân trong vùng ưa thích. Vào những ngày hạn hán, bọn họ đi cả mấy dặm đường đến để gánh nước về nhà uống. Lạ lùng thay, cho dù trong ngày có đông người múc nước cỡ nào thì nước giếng cũng không bao giờ cạn. Tuy nhiên khi nước dâng đến thành giếng thì mạch nước ngừng chảy, và nước không bao giờ tràn ra ngoài, dù chỉ một giọt. Người dân trong vùng đồn rằng giếng rất thiêng, có nhiều người từng đến đây cầu nguyện. Không ai biết họ có được như ý không, nhưng trong làng thì xuất hiện một vài trường hợp. Ông Hạnh chẳng hạn, nhà ông nghèo lắm, chỉ có mỗi túp lều lụp sụp với mảnh sân hẹp. Ông từng ra giếng cầu cho nhà khấm khá hơn một chút. Cái giếng phán ông phải đi dọn rác rưởi quanh cái giếng 10 năm. Ông dọn được 8 năm rưỡi thì tìm được một túi bạc do ai đó giấu trong bụi. Từ đó ông mua được ruộng được trâu, đời sống trở nên sung túc. Nhà bà Minh cũng là một ví dụ về những người tin vào cái giếng. Con trai bà bị bệnh dở, tức là nhiều lúc nó không bình thường. Bà cũng ra cầu cái giếng. Cái giếng phán bà phải mở trường làng cho lũ trẻ. Bà vay tiền xây một khu nhà trên mảnh vườn, rồi thuê thầy đến dạy học cho đám trẻ trong làng. Mấy năm sau, có ông thầy đến đó dạy, cảm phục tấm lòng bà, cho bà một cái đơn thuốc gia truyền. Con trai bà uống 2 năm, bệnh đỡ nhiều, cũng biết đọc biết viết, giờ vào làm việc trên huyện nha. Cái giếng sẽ tuyệt vời biết bao nếu không xảy ra những chuyện gần đây. Vào một đêm trời gần về sáng, cô Quy lại như thường lệ lại mang rau ra giếng đá rửa trước khi bán ở chợ. Cái giếng gắn bó với làng đã qua nhiều thế hệ và trở thành một nét sinh hoạt riêng của làng. Mọi công việc từ nấu ăn, tắm rửa đều lấy nước từ giếng. Cô Quy thả gầu xuống giếng múc nước. Kỳ lạ, chiếc gầu không chạm mặt nước mà va phải vật gì cứng làm phát ra tiếng lộp cộp. Thấy là cô Quy cúi đầu nhòm xem vật gì dưới giếng. Và cô há hốc mồm khi dưới giếng là một cái đầu mèo to. Hai mắt nó sáng như hai ngọn đèn màu trắng. Nó nhìn cô chằm chằm, không thể nói hết nỗi sợ hãi của cô Quy lúc này. Cô vội vứt gầu, vứt cả rau, chạy một mạch về nhà và kể lại mọi chuyện cho chồng con nghe. Sáng hôm sau cả làng ai cũng biết chuyện cô Quy gặp ma. Một số người xuống giếng để tìm xem có mèo chết dưới đó không, nhưng chẳng thấy gì. Đêm hôm đó, cô Quy mất tích. Cả làng nhốn nháo đi tìm. Chồng con cô sợ ma bắt, ra giếng tìm nhưng cũng chả thấy. 3 ngày sau, cô Quy tự nhiên trở về. Ai hỏi 3 ngày nay ở đâu làm gì thì cô cứ bảo là không nhớ. Có người ác độc trong làng còn nói rằng cô bịa chuyện ma để đi ở nhà tình nhân, nhưng hầu hết mọi người đều tin lời cô. Cô Quy trở về thì đêm ấy lại có người mất tích. Lần này là ông cả nhà cuối xóm. Nghe đâu buổi tối ông ra giếng lấy nước về nấu cháo cho con dâu mới đẻ. Ông cả cũng đi một lần 3 ngày. Khi trở về ông cũng giống cô Quy, tức là không nhớ một chút gì. Rồi đến lượt bé Tâm, rồi bà Hồng, tất cả đều được cái giếng cho đi chơi 3 ngày. Dân làng sợ lắm, biết ở trên huyện có thầy bắt ma rất giỏi, liền mời thầy về làng. Minh Dũng sau khi chia tay Minh Khánh, Minh Long ở huyện Nha Nghi, liền qua sông đến huyện Tân Phúc. Gã một mặt trừ ma bắt quỷ, một mặt tuyên dương phái Phổ Linh. Sau khi sư thúc mở cửa địa ngục, ma quỷ cũng bắt đầu nhiều lên. Uy tín của gã càng lúc càng cao, đến dân ở các nơi khác cũng biết tiếng Minh Dũng. Dân xóm Tả Nguyên đến mời Minh Dũng đi bắt ma, gã cũng không từ chối. Trước khi đến, gã dặn dân trong làng chuẩn bị trước chó, gà, tiền vàng các loại lễ cúng. Xong xuôi, gã mới thu thập hành lý, mang theo lệnh bài, kiếm, một ít tà vật búa chú đến. Hôm mà Minh Dũng đến nơi thì lại có người bị cái giếng bắt. Lần này là một thanh niên trẻ khỏe ra gánh nước buổi trưa. Minh Dũng quyết chí tìm cho ra con ma. Gã bắt đầu điều tra về nguồn gốc cái giếng, cả những người từng bị giếng bắt. Qua điều tra, gã phát hiện một điều: cái giếng đã có từ khoảng 300 năm trước, và việc người bị bắt như thế này xảy ra lần đầu. Minh Dũng kiểm tra những người bị bắt, bọn họ đều thật sự không nhớ gì trong thời gian 3 ngày biến mất. Lúc trở về, thứ duy nhất bọn họ cảm thấy là đói. Trên người bọn họ cũng không hề có một chút âm khí, oán khí nào. Minh Dũng cho kết luận là dưới giếng có một con yêu quái,
hoặc bản thân cái giếng chính là yêu quái. Thầy trừ tà, nhất là những người có tâm trí kiên định, lại có bảo vật hộ thân như Minh Dũng, làm sao có thể sợ yêu quái. Gã bèn dắt kiếm bên hông, một tay cầm lệnh bài, lặn xuống giếng. Suốt hai ngày, Minh Dũng không tìm ra con yêu quái đâu. Hắn chỉ cảm thấy cái giếng được bao bọc bởi một loại trận pháp rất cao minh. Tối hôm đó, Minh Dũng lại ra giếng. Gã hy vọng ban đêm âm khí nhiều sẽ dễ dàng tìm được con yêu quái. Lúc gần tới cái giếng, Minh Dũng chợt thấy một cái bóng người siêu vèo đi trên thành giếng. Gã hỏi, ai đấy? Người đó giật mình ù té chạy. Minh Dũng rút kiếm gỗ đuổi theo. Người đó chạy được mấy bước thì ngã vào một bụi cây. Minh Dũng từ từ tiến lại, hai mắt mở to. Gã muốn xem kẻ đó là người hay quỷ. Đột nhiên trong lúc này có một âm thanh kỳ lạ dưới giếng vọng lên. Minh Dũng cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, giống như lúc say rượu. Tiếp đó gã cảm thấy mình muốn ngủ và không biết chuyện gì diễn ra tiếp sau nữa. Chương 22, dưới lòng giếng. Lúc Minh Dũng tỉnh lại thì gã cũng đã được cái giếng cho đi chơi 3 ngày. Gã chỉ nhớ mang máng là bị kéo vào một nơi tăm tối. Sau đó suốt 3 ngày có ai đó thẩm vấn gã, từ chuyện môn phái đến chuyện bắt ma, rồi cả chuyện tình yêu vợ con nữa. Gã còn nhớ được giọng nói the thé của con yêu quái. Suốt 3 ngày Minh Dũng chỉ được nó cho uống nước, cơm thì không được ăn. 3 ngày sau con yêu quái bỏ lại Minh Dũng bên thành giếng. Cái kiếm và lệnh bài của trưởng môn vẫn nguyên vẹn trong tay. Chỉ có điều ký ức của gã giống như bị một cái gì tẩy xoa khiến chỉ nhớ mang máng về chuyện đó. Trở về Minh Dũng lại lặn xuống giếng tìm con yêu quái thêm một ngày nhưng vẫn không tìm được gì. Quá thất vọng gã chào từ biệt trưởng làng rồi quay về huyện Tân Phúc, hy vọng kiếm thêm được trợ thủ. Thấy sư đệ đã về đến nơi, Minh Dũng mừng lắm chạy sang, rồi nhân dịp uống trà thì kể chuyện này cho sư đệ Minh Khánh thấy việc này rất kỳ quái. Bèn nói mai hai anh em đi xóm Tả Nguyên xem hư thực thế nào. Thế là mờ sáng, lúc thành vừa mở cửa, có hai người đạo sĩ vội vã đi ra. Bọn họ thuê một cái xe bò đến xóm Tả Nguyên. Tới nơi, hai người không đi đến cái giếng mà vòng quanh xem địa thế. Phong thủy của làng, người trong làng thấy Minh Dũng quay lại, hồ hởi chào gã. Bọn họ hy vọng vào, thầy, lắm. Nói chuyện với họ, Minh Dũng mới biết sau khi hắn trở về, lại có người phải thế chỗ hắn. Đó là một người khách ở nơi xa tìm đến cầu nguyện. Dân làng vừa thấy y bày đồ cúng xong, ngoảnh đi ngoảnh lại chả thấy người đó đâu nữa. Xem xét hết địa thế rồi, Minh Khánh và Minh Dũng mới bắt đầu ra giếng. Cả xóm súng lại xem hai thầy cởi trần, tay cầm kiếm tay cầm bùa lặn xuống. Dưới giếng rất ấm áp, nước từ mạch ngầm trào ra liên tục, hai người mãi mới mò được xuống đáy. Lúc lên, Minh Khánh nói với Minh Dũng, sư huynh, cái giếng này một cái phong ấn rất mạnh. Nó dựa vào một cái trận pháp gọi là thủy thổ một liên hoàn trận. Thành giếng chắc hẳn là làm từ một loại gỗ quý chuyên để trấn áp tà ma. Đất xung quanh cái giếng cũng là một loại đất lấy từ chiến trường, có khả năng đàn áp hết mọi thứ pháp thuật. Loại trận pháp này đã thất truyền hơn 100 năm rồi, không ngờ vẫn còn thấy xuất hiện ở đây. Minh Dũng nói, sư huynh đã điều tra rồi, cái giếng này có từ 300 năm trước, cho đến nay vẫn giữ nguyên như ban đầu. Dân làng đến ngày rằm tháng 6 chỉ tổ chức lau chùi dưới đáy thôi chứ không đụng chạm gì đến giếng cả. Minh Khánh gật đầu. Có khả năng trải qua 300 năm, đất quanh giếng bị đồng hóa nhiều, không còn đủ khả năng trấn áp tà ma nữa, khiến cho con yêu quái dưới đáy có thể sử dụng pháp thuật xuyên qua phong ấn. Minh Dũng hỏi, bây giờ làm sao? Minh Khánh trả lời, phải xuống dưới đáy tìm con yêu quái thôi. Lúc nãy sư đệ thấy dưới đáy giếng có một cái vùng rất tối chứa nhiều yêu khí. Đó hẳn là nơi con yêu quái ở. Minh Dũng gật đầu, âm nhãn của sư đệ nhìn thấy chắc là không sai. Chỉ có điều chúng ta xuống bằng cách nào? Minh Khánh nói, chỉ cần chặn mạch nước lại, phong ấn sẽ mất đi năng lượng để vận chuyển. Chúng ta sẽ lợi dụng kẽ hở của trận pháp để đi vào. Để chỉ lo không đấu được con yêu quái dưới giếng mà thôi. Minh Dũng cau mày lại, khuôn mặt gã đầy lo lắng. Gã từng bị con yêu quái thôi miên một lần mà chả hiểu tại sao. Minh Khánh an ủi gã, sư huynh không cần lo lắng quá. Chúng ta bắt ma quỷ cả chục năm, chẳng lẽ hai người lại sợ một con yêu đã bị giam cầm 300 năm? Minh Dũng trả lời, sư đệ, con yêu quái này bị giam 300 năm vẫn sống sót. Phép thôi miên của nó cũng rất lợi hại, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn. Minh Khánh cười, phép thôi miên của con yêu quái này sư đệ đã gặp qua mấy lần, sư huynh không biết nên mới bị chúng thôi. Minh Dũng ngạc nhiên lắm, sư đệ biết nó làm phép thế nào? Minh Khánh cười to, đơn giản lắm, sư huynh cũng biết.
có rất nhiều loại động vật có thể phát ra những thứ âm thanh mà tai người không thể nghe thấy, như rơi, hoặc cá heo chẳng hạn. Có những loại yêu quái có thể phát ra loại âm thanh hệt như thế, nhưng lợi hại hơn nhiều, nó khiến chúng ta trở nên mê muội, thậm chí có thể điều khiển được người nghe. Kẻ bị hại cũng không hề biết mình đang bị thôi miên cho đến khi con yêu quái bắt đầu khống chế được đầu óc họ. Muốn chống lại loại thôi miên này chỉ cần phong bế thính giác là được. Minh Dũng nghe thế mừng lắm, nói, vậy chưa ăn cơm xong chúng ta xuống dưới đó. Sư huynh muốn thử xem bản lĩnh của con yêu quái lợi hại tới mức nào mà dám bắt sư huynh những 3 ngày. Trưa hôm đó, hai người được dân làng thết một bữa no, cơm nước xong xuôi, hai người nhảy xuống giếng. Sau khi Minh Dũng sử dụng phép thuật ngăn chặn mạch nước ngầm, tự nhiên trên thành giếng lộ ra một cái hang nhỏ, đủ cho một người đi vào. Hai người theo từng bậc thang đá ẩm ướt đi xuống. Bên dưới là một cái động vuông vắn, hẳn là do con người tạo ra. Hai người bước trong bóng tối, nơi đây vừa ẩm ướt lại có nước giọt từ trên đầu xuống có vẻ lạnh lẽo. Đá lửa bị ướt khiến Minh Dũng không thể đốt đèn lên. Gã đành rón rén lần mò trong bóng tối. Bỗng Minh Dũng dẫm phải một cái gì đó mềm mềm. Méo, có tiếng con gì kêu lên. Minh Dũng sợ lắm vung kiếm chỉ vào vật đó. Minh Khánh cúi xuống, bế nó lên. Minh Dũng mới nhìn ra đấy là một con mèo đen béo ị. Hai mắt nó sáng trắng trong đêm tối. Con mèo nhìn Minh Dũng một cách thù hằn vì cái tội dẫm lên người nó. Ngô áo. Cái giọng của nó làm Minh Dũng thấy buồn cười. Đây hẳn là một con mèo thiến. Thông thường khi phong ấn ma quỷ, người ta thường để một con mèo đen hoặc chó đen trấn giữ, nhưng mèo thiến thì gã mới gặp lần đầu tiên. Hai người tiếp tục đi vào trong. Nơi đây chắc hẳn là ổ của con yêu quái, không chỉ có chăn gối mà cả một cái đệm nữa. Phía bên cạnh ổ có một người đang nằm, xem ra y là vị khách bất hạnh từ nơi xa đến cầu nguyện mà dân làng nói. Hai người đỡ y dậy, hơi thở của người khách vẫn đều đều như đang ngủ. Xung quanh cái ổ đều là vách đá. Minh Dũng kỳ quái lắm, hắn lau khô viên đá lửa, bắt đầu châm đèn lên, mãi rồi đèn cũng sáng. Minh Dũng tìm xung quanh một lúc lâu mới viết vào bàn tay Minh Khánh, xem ra con yêu quái không ở nơi đây. Hai người vì phong bế thính giác nên phải dùng cách này để nói chuyện. Minh Khánh viết vào bàn tay gã, để không cảm giác thấy yêu khí. Minh Dũng lại viết, có khi nào yêu quái lợi dụng lúc bọn ta ngưng phong ấn lại, trốn ra ngoài rồi không? Chương 23, cuộc đời bi thảm của con yêu. Không thể, khi chúng ta dừng phong ấn, chỉ có một đường ra duy nhất. Kể cả khi con yêu quái dùng phép tàng hình, âm nhãn của đệ cũng sẽ nhìn thấy. Minh Khánh viết vào tay Minh Dũng như thế. Vậy là con yêu quái đã thu hết yêu khí lại và nấp vào đâu đó. Sư đệ cảm giác nó vẫn còn đâu đó quanh đây. Vậy làm sao tìm ra nó? Đệ sẽ đọc hàng yêu kim cô chú. Không được, nó sẽ làm hao tổn công đức của sư đệ. Để sư huynh đọc. Nói rồi Minh Dũng ngồi xuống, hai chân xếp bằng, đôi mắt gã nhắm lại, miệng hơi lẩm bẩm, công đức vô lượng. Yêu ma quỷ quái, bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên trong đầu hai người, thanh âm vừa buồn phiền vừa tức giận, đừng đọc. Các người không còn trò gì khác hay hơn à? Minh Dũng nghe vậy liền quát, yêu ma quỷ quái ở đâu mau hiện hình? Ở trước mặt mi nè. Minh Dũng nhìn quanh, cuối cùng thấy con mèo đen béo trên tay Minh Khánh, nó trừng mắt le lưỡi với gã. Rồi, méo, một cái. Minh Dũng hỏi, mi là yêu quái. Con mèo lại, méo, một cái, lắc lắc cái đầu. Trả lời bằng tiếng người. Minh Dũng quát nó. Ta không phải là yêu quái. Trong đầu hai người lại có một giọng nói như thế. Minh Dũng hỏi lại. Vậy mi là cái gì? Con mèo vểnh râu lên. Ta là mèo tiên. Rồi lai lịch của con mèo được Minh Dũng khai thác triệt để. Thì ra con mèo này là một loại mèo trong truyền thuyết, Linh Miêu. Người ta cho Linh Miêu là đứa con sinh ra từ sự yêu đương kỳ lạ giữa một con mèo cái đen tuyền với một con rắn hổ chỉ ăn loại thịt duy nhất là thịt cóc. Linh Miêu ra đời không phải ở một làng xóm, ở một ngôi nhà có chủ nào hết, mà thường ra đời trong một ngôi miếu hoang, một bờ ao vắng, hoặc dưới một khu đầm lầy lau lách. Linh Miêu thường có mắt sáng và trói rực trong bóng tối như hai cục ngọn đèn, phừng phừng lửa giận. Đó cũng là đôi mắt giúp loài mèo này có thể nhìn thấy và liên lạc được với ma quỷ vô hình, để cùng hợp lực khiến người chết ngồi dậy thành quỷ nhập tràng. Con mèo trên tay Minh Khánh chính là một con linh miêu như thế. Chỉ có điều nó may mắn hơn những con linh miêu khác, sinh ra ở một khu vườn hoang vắng bên trong kinh thành. Con mèo được một người làm vườn già nuôi chăm sóc, nuôi lớn,
ông đặt tên nó là Moon, một cái tên rất thông thường của loài mèo. Sau khi ông lão làm vườn chết đi, Moon phiêu bạt qua nhiều nơi. Đến năm Moon được 50 tuổi, Moon gặp được một tay đạo sĩ. Lão dạy cho Moon tu luyện thành yêu quái, dạy cho Moon nghe hiểu tiếng người. Lão nói Moon có tuệ căn, nếu chịu khó tu luyện sẽ thành tiên. Một ngày lão đi đâu về, hí hửng đem cho Moon một quyển sách, bảo là đây là sách dạy tiên thuật. Moon xem trên bìa sách có viết hai chữ, cấm thư. Moon tò mò lắm, mở ra đọc trang đầu tiên. Ai dè vừa đọc dòng đầu, thì Moon sợ quá, xù hết cả lông, vội gấp sách lại. Hàng chữ viết, tu đạo xưng hùng, dẫn đao tự cung. Ai ngờ buổi tối khi nghe nói Moon không muốn tập luyện theo quyển sách, lão đạo sĩ mừng lắm. Lão nói Moon có ý chí rất kiên định, rất thích hợp để tu luyện cấm thư. Thế là lão vung dao cắt hộ Moon. Từ đấy Moon sống cuộc sống của mèo thiến. Tiếng ngô ao oai hùng của Moon biến thành tiếng méo dài và the thé. Những tháng ngày hoan lạc thâu đêm với đám mèo cái trong vùng biến mất, thay vào đó là cuộc sống chỉ ăn và ngủ. Bù lại, Moon học được 72 phép thần thông biến hóa trong sách. Pháp lực của Moon tiến bộ theo từng ngày. Sau đó chán cuộc đời ăn và ngủ, Moon bỏ nhà đi bụi. Đó là những năm tháng tuyệt vời nhất trong đời của Moon. Moon ăn những thứ thức ăn ngon nhất, uống những thứ nước ngọt nhất, ngủ ngay trên chiếc giường êm nhất. Moon tung hoành khắp 36 phố phường đất kinh thành và cả hoàng cung. Mãi cho đến khi vị vua chịu không nổi, bắt đầu cầu cứu người tu đạo thì cuộc sống sung sướng của Moon mới chấm dứt. Người tu đạo gửi đến 3 vị thầy trừ tà giỏi nhất, bắt đầu truy bắt Moon. Moon chạy trốn, từ đất kinh thành qua mấy trăm dặm đến phủ lộ Bình An. Thế nhưng vẫn có một vị thầy trừ tà tìm được Moon. Niệm tình Moon chưa bao giờ hại người, ông ta phong ấn Moon dưới giếng. Nói rằng đúng 300 năm sau sẽ có người tìm đến giải thoát cho Moon. Moon vẫn tin tưởng người đạo sĩ sẽ nói đúng. Cho đến trước ngày hôm nay một tháng, đó là ngày kỷ niệm tròn 300 năm Moon sống dưới giếng. Chẳng có ai đến đón Moon. Cuộc sống của Moon vẫn như cũ, tối tăm và lạnh lẽo. Moon tức giận đến điên lên, bắt đầu cố phá vỡ phong ấn. Phong ấn qua 300 năm đã yếu đi nhiều nhưng không đủ để Moon có thể thoát ra. Thứ duy nhất Moon chỉ có thể làm là ngắm nhìn bầu trời mỗi đêm. Cho đến lúc Moon nhìn thấy người phụ nữ được gọi là cô Quy, thì Moon mới nghĩ ra trò bắt người đem xuống giếng nói chuyện cho đó buồn. Hiểu được nguồn cơn, Minh Khánh và Minh Dũng liền áp giải Moon lên mặt đất. Cả vị khách bất hạnh cũng được kéo lên. Dân làng thấy họ cứu được người thì mừng lắm, cho là bọn họ đã tiêu diệt thành công con ma dưới giếng. Làm lợn chiêu đãi thầy, bọn họ không để ý thấy lúc đưa tiễn hai thầy về huyện, trên xe bò còn có thêm một con mèo đen béo ị với chiếc vòng trên cổ dán đầy búa chú. Phần 6. Cuộc chiến đêm Vu Lan. Chương 24. Lễ Vu Lan. Sau khi về đến nhà trọ, Minh Dũng và Minh Khánh bàn nhau chuẩn bị cho ngày rằm tháng 7. Rằm tháng 7 hàng năm là ngày xá tội vong nhân, dân gian gọi một cách nôm na là ngày cúng cô hồn. Đây cũng còn là ngày báo hiếu mà người trong Phật môn gọi là ngày lễ Vu Lan. Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời. Ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt Phật nhìn khắp trời đất để tìm. Ông phát hiện mẹ vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở. Thế là ông đã xuống tận cõi quỷ dâng cơm mời mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi không cho các cô hồn khác đến tranh cướp. Vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng, thức ăn đã hóa thành lửa đỏ. Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ. Phật dạy rằng dù ông thần thông mạnh đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để vận động chư tăng. Hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Cuối cùng mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này. Ngày lễ Vu Lan ra đời từ đó. Đối với thầy trừ tà, ngày rằm tháng 7 bao giờ cũng là ngày bận rộn và nguy hiểm nhất trong năm. Đó là ngày mà các loại quỷ đến gần với người bình thường nhất. Những vong hồn chưa được siêu thoát, những vong hồn không nơi nương tựa, không người cúng bái thường đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn. Đó là những ngày mà loài ngạ quỷ hay ma đói thường từ âm ti quay về trần thế. Những kẻ thường tiếp xúc với cõi âm như thầy trừ tà sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng. Nếu như không đủ thức ăn, có thể chúng sẽ mời bạn làm người đồng hành, nghĩa là bạn sẽ chết và cũng hóa thành ngạ quỷ. Bù lại, đây là những ngày mà thầy trừ tà có thể kiếm được số công đức gấp 10 gấp trăm những ngày khác trong năm. Minh Long cũng đã quay về. Ba anh em bắt đầu chia nhau đi mua và sắm sửa đồ cúng.
gạo, muối, tiền vàng, ngô khoai, bỏng gạo, kèo đường chất đầy trong phòng. Nhưng mới đến ngày 13 thì ba người đã phải họp nhau lại để đối phó với con ma đói ở nhà. Chuyện là hôm nay Minh Dũng đi gặp ông chủ nhà trọ mới biết mấy ngày gần đây tiền ăn ở của ba anh em tăng chóng mặt. Ông chủ nói dạo này trong có người gọi rất nhiều thịt cá ăn bữa phụ. Minh Dũng kinh ngạc lắm. Gần đây ba anh em chạy cuống chạy quýt mua đồ cúng. Các tài liệu làm búa chú mệt gần chết, làm gì có ai thừa thời gian gọi đồ ăn bữa phụ. Chủ quán cho Minh Dũng xem danh sách, cá nướng, thịt rán, cá kho, thịt bò xào, toàn là món ngon, hơn nữa vào những thời gian cả ba anh em đi vắng, không lẽ nhà có trộm. Chợt Minh Dũng nhớ ra một chuyện, đó là bữa cơm cách đây ba hôm lúc Minh Long chưa trở về, bữa cơm tối cũng không phải quá đạm bạc. Một bát canh bí nấu thịt, một đĩa rau muống xào tỏi, một đĩa cà pháo, một đĩa đậu phụ luộc, một rổ rau sống và một bát mắm tép. Với nhiều gia đình nông dân, đây là cả một bữa tiệc. Minh Dũng và Minh Khánh ăn rất ngon, nhưng có kẻ mất hứng. Đó là Mun. Nó không ăn cơm mà chỉ nói một câu, tưởng chỉ có bò mới là loài ăn cỏ, rồi nhảy khỏi ghế, leo lên ổ đi ngủ. Minh Khánh sửng sốt vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Minh Dũng, lúc này gã giận đến tím mặt. Nghĩ tới đây Minh Dũng biết kẻ trộm trong nhà là ai rồi. Thế là buổi tối Minh Dũng quyết định họp. Tối hôm đó, ba người vây quanh lấy Mun luận tội. Minh Dũng nói, tham ô công quỹ để thỏa mãn dục vọng bản thân, phạt tù 10 năm. Minh Long nói, lừa trên gạt dưới, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, phạt tù 8 năm. Minh Khánh thấy mặt Mun dài ra, thương quá nói, nếu bị cáo thành khẩn nhận tội thì cho hưởng án treo. Cuối cùng mọi người quyết định cho Mun lao động công ích để trừ nợ dần. Nhưng cho Mun làm cái gì bây giờ? Ba người suy nghĩ mãi mà chẳng ra. Thế là Minh Long hỏi Mun biết làm những gì. Không cần suy nghĩ, Mun nói ngay, anh có 72 phép thần thông biến hóa. Minh Long kinh ngạc lắm, nói, thế biểu diễn đi. Mun vểnh râu hô lên, khắc bé. Thế là Mun bé lại một nửa, lại hô, khắc to, thế là trở lại bình thường. Rồi tiếp tục to lên gấp đôi, bằng con chó ngao mà nhà giàu hay nuôi trong nhà. Có thế thôi à? Minh Long hỏi. Mun khinh thường gã lắm, không thèm trả lời, dùng hai cái móng vuốt, kẹp lấy một sợi lông trên người, nhổ mạnh. Mun đau quá, méo, một tiếng, nước mắt giàn giụa. Sau đó Mun cầm sợi lông trên chân trước, đọc thần chú, khắc to, cho đến khi sợi lông to bằng cái đũa. Rồi Mun ngắt đôi sợi lông ra. Ba người đang tò mò Mun dùng nửa sợi lông làm gì thì thấy Mun đọc thần chú, khắc nhập. Thế là sợi lông trở lại nguyên như ban đầu. Mun đắc ý nhìn ba người, lại đọc, khắc suốt. Sợi lông lại rời thành hai nửa. Diễn xong, Mun hỏi khán giả, thần kỳ không? Minh Dũng không trả lời Mun mà quay sang hỏi Minh Long, hay cho nó đi diễn xiếc kiếm tiền. Minh Long nói, ai sẽ trông? Sư huynh không sợ nó chạy mất, tốt nhất là giềng xả. Minh Dũng giãy nảy lên, chỉ có chó mới giềng xả, mèo thì phải rau má với quả sung. Mun nghe thế dùng mình vội kêu, Mun có thể nhìn thấy ma quỷ, Mun sẽ giúp mọi người tìm. Minh Long gạt đi, ba người chúng ta ai chả thấy ma quỷ. Mun bí quá hố, Mun có thể bắt chuột. Minh Dũng cũng gạt đi, ông chủ nhà trọ nuôi 6 con mèo, từ ngày đến đây một con chuột cũng chả thấy. Cuối cùng Mun đành nhận việc dẫn đường cho Minh Khánh trong thời gian hắn ứng kiếp. Tuy nhiên tiền công của Mun bị cắt xén thành nửa con cá chấm cỏ mỗi ngày. Giải quyết xong chuyện ăn vụng của Mun, ba huynh đệ chuyển sang bàn về lễ cúng cô hồn, phân công người nào vẽ bùa, người nào làm cơm cúng. Chương 25, những đối thủ truyền kiếp. Trời đã bắt đầu tối, đám rơi đã bắt đầu bay lòng vòng trên trời kiếm ăn. Lê Tấn lão đảo bước về ngôi nhà của gã ở cuối xóm. Căn nhà này gã mua đã được nửa năm, từ tay một người đàn ông giàu có. Nhà lát nền gạch từ trong ra ngoài, rỗng rãi và thoáng mát nhưng giá rẻ chưa đến một nửa giá những căn nhà khác. Nghe đâu nhà có quỷ nên chủ căn nhà không bán được. Lúc Lê Tấn tìm đến, dân trong làng cũng khuyên gã đừng nên mua. Bóng tối bao trùm lên khoảnh sân rộng, đám cây trong vườn xào xạc. Lê Tấn liêu siêu đẩy cửa bước vào, hơi thở sặc mùi rượu. Đã quen với bóng tối nên gã cũng chả thắp đèn lên. Gã tìm xuống bếp, với tay lấy chiếc gáo rửa trên tường. Rồi gã mở nắp lu nước ra, bên trong là một cái đầu người. Cái đầu thấy gã thì máu tươi từ mắt, mũi, miệng trào ra trông rất đáng sợ. Lê Tấn dùng cái gáo thọc xuyên qua cái đầu, múc nước uống. Gã tu ừng ực.
lúc đóng nắp lu lại thì cái đầu đã biến mất. Lê Tấn thắp đèn lên, gã ngồi xuống bàn lấy bút lông ra vẽ vời một tí. Bức tranh được vẽ rất nhanh, Lê Tấn hài lòng lắm, gã lấy giấy ra hí hoái làm thơ để lên bức tranh. Trong lúc bí, gã nhìn ra cửa sổ, hy vọng không gian trống vắng bên ngoài có thể cho gã một ý tưởng hoa mỹ nào đó, giúp gã lấy lòng người đẹp. Đột nhiên, có một con ma mặc áo đỏ hiện lên bên ngoài cửa sổ. Nó vươn người trườn vào phòng. Thân hình của nó bỗng đứt đôi, máu, gan, ruột của nó rơi lèo phèo thành một đống. Lê Tấn tức quá, cầm luôn cái bút lông trên tay ném nó. Con ma biến mất, cụt hết cảm hứng, gã bèn cuộn bức tranh lại cho vào giỏ rồi đi tắm. Chủ cũ của căn nhà có vẻ biết hưởng thụ. Trong nhà tắm có mua một lu nước to, Lê Tấn đổ đầy nước rồi bắt đầu cởi áo ra rồi ào ào. Xong xuôi, gã với lấy chiếc khăn treo trên tường xuống định lau khô người. Nào ngờ phía dưới cái khăn là một con quỷ có hai cái sừng màu xanh. Nó há miệng to như cái nồi, bên trong toàn răng và máu doa cắn Lê Tấn. Gã bực lắm, lau người xong vo cái khăn lại nhét luôn vào miệng con quỷ. Lê Tấn vào nhà, mở cái tủ gỗ ra tìm quần áo. Mặc xong cái áo, đóng tủ lại, sực nhớ ra điều gì, Lê Tấn lại mở toang hai cánh cửa. Gã cúi đầu vào trong lục tung đám quần áo bên trong lên như muốn tìm cái gì đó. Không thấy, gã tiếp tục cúi xuống nhìn dưới gầm. Bên trong tối om om, Lê Tấn lấy tay sờ sờ mò mờ bên trong. Lúc lấy ra, tay gã đen nhẻm đầy đất cát. Gã hơi lùi ra nhìn cái tủ. Bên trên tủ có một cô gái đang nằm ngủ. Cô rất xinh đẹp, có hàng mi dài như trong tranh vẽ. Đặc biệt hơn, cô có một cái cổ dài đến hai thước, đang cuộn tròn dưới cái đầu như con rắn. Thấy thế, Lê Tấn hài lòng vỗ vỗ đầu cô gái rồi quay vào buồng ngủ. Trên giường có một người đang trùm chăn kín mít. Lê Tấn mở chăn ra, đó là một con quỷ già mặc đồ đạo sĩ. Chỉ có điều bên trên cổ lão không thấy cái đầu đâu. Lê Tấn giật cái gối dưới cổ lão rồi kéo luôn chăn. Lúc này con quỷ già mới tỉnh ngủ, cầm cái đầu đang ôm trong lòng gắn lên cổ. Con mắt lão hấp háy nhìn Lê Tấn. Gã cũng trừng mắt nhìn lão đạo sĩ. Thế là lão đạo sĩ nhảy dựng lên như đỉa phải voi rồi chui luôn xuống gầm giường. Lê Tấn nằm xuống, đắp chăn đang định nhắm mắt thì từ trên trần, một con nhện thả tơ rơi xuống trước mặt gã. Con nhện này còn to hơn con chó, có đủ 8 chân. Ngoài ra nó còn có một cái đầu và hai cái tay trên thân. Cái mặt người của con ma nhện chỉ cách mặt Lê Tấn có một gang thì nó dừng lại. Gã chẳng nói chẳng rằng chụp lấy con nhện, giật nó ra khỏi sợi tơ dính trên trần, rồi nhét xuống dưới gầm giường một cách thô bạo. Sau đó, gã vươn vai, ngáp một cách hài lòng rồi chùm chăn ngủ. Lúc gã ngủ rồi, gió từ ngoài vườn thổi vào nhà liên tục. Cái rèm trong phòng ngủ bị gió nhấc lên khiến ánh trăng giữa tháng chiếu vào phòng bàng bạc. Cuốn sách cũ nằm ở đầu giường của gã bị gió thổi lật trang bìa sang, để lộ dòng chữ xiên xèo và gai góc, nuôi quỷ bí truyền. Bầu trời đêm ngày 13 cũng không sáng lắm. Mây đen không biết ở đâu kéo về che khuất ánh trăng, bỗng đâu một tia sét rạch ngang trời, rơi xuống ngọn đồi hoang. Lưỡi hái của thiên lôi rơi đúng vào một thanh kiếm đang cắm trên đỉnh ngọn đồi. Ầm, thanh kiếm sáng ngời lên như được làm bằng ngọc. Xung quanh ngọn sét tạo thành một đám khói bụi mù mịt và vô số những tia lửa bắn ra, trông thật hoành tráng và dữ dội. Không ai biết bên trong đám khói bụi ấy có đứng một người thanh niên trẻ đẹp. Gã dùng tay tạo ra các hình thế kỳ lạ, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Kỳ lạ thay, thanh kiếm bỗng bay bổng lên, một tia sét từ đầu thanh kiếm bay thẳng xuống dưới chân đồi. Nơi ấy có một người cô gái trẻ đang đánh nhau với gần 30 con cương thi. Cô gái trẻ có mái tóc dài cuộn sau gáy, đôi mắt được che kín bằng một tấm vải mỏng. Khuôn mặt trắng trẻo và thân hình mảnh mai không che đậy được sức mạnh của cô. Chiếc nỏ trên tay mỗi lần bắn ra đều có một con cương thi ngã xuống. Đáng sợ hơn, mũi tên luôn nằm trong hốc mắt chúng, hoặc trái hoặc phải. Người phụ nữ trẻ tuổi đang lăn lộn qua các ngôi mộ thì tia sét xẹt qua bên người cô, rơi thẳng vào đám cương thi. Chúng chu lên như những con chó sói, rồi bốc cháy xèo xèo. Cô gái dường như đã quen với việc này, thản nhiên đứng trước mặt chúng, lắp băng đạn mới vào. Sau đó cô giải quyết hết mấy con còn sống sót một cách chậm rãi và cẩn thận. Lúc này người thanh niên trẻ trên đồi cũng đã xuống đến nơi. Gã hỏi cô, "Mi, nàng có sao không?" Cô gái trả lời một cách lạnh nhạt, "Không sao cả." Người thanh niên cũng không giận, hỏi tiếp, "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Cô gái suy nghĩ rồi đáp, "Con quỷ hẳn vẫn ẩn nấp trong vùng này thôi. Con quỷ trong người tôi vẫn cảm nhận được mùi của nó. Chúng ta phải dẫn nó ra." "Bằng cách nào?" "Đương nhiên là linh hồn người sống. Ở đây làm gì có ai?"
có tôi. Nàng đừng nghĩ quẩn, cách đó quá nguy hiểm. Người thanh niên nắm lấy tay cô. Cô gái giằng tay ra khỏi bàn tay gã, quát lên, đừng có chạm vào tôi. Tôi là một con quỷ đấy. Đám người tu đạo các người không phải rất ghét những kẻ nửa người nửa quỷ như chúng tôi hay sao? Rồi cô quay người bước đi. Người thanh niên nhìn theo cô, khuôn mặt gã hiện lên vẻ thương cảm. Rồi gã bước theo cô, bóng hai người đổ dài bên những tấm bia mộ. Bên ngoài gió bắt đầu rít lên từng hồi, nghĩa địa hoang vu càng trở nên hoang tàn và bí ẩn. Chương 26, Quỷ Vương trong truyền thuyết. Thọt già say, chưa bao giờ gã say như hôm nay, lững thững đi từ nhà ra đầu ngõ. Gã cứ lẩm nhẩm trong miệng, cái miệng rụng hết răng trong móm sòm cứ nhóp nhép câu gì nhìn như thể gã đang nhai trầu. Mấy bà tám ngồi buôn chuyện chốc chốc chỉ trò bình phẩm thêm vài câu về gã như một thứ gia vị cho bớt nhạt mồm. Thọt già mặc kệ, cả cái làng mía này chẳng ai coi gã ra gì, mà gã cũng chả thèm chấp ai cả. Gã đi thẳng ra quán rượu chuối đầu làng. Bỗng gã dừng lại, gã thấy ai đó ngồi nấp bên bụi cây nhà ông bá. Thế là gã lại vỗ vai y, này anh bạn, ai ngờ tay gã chụp vào khoảng không. Người đó quay lại nhìn gã, y là một tay trẻ và đẹp trai, có khuôn mặt hệt như thiên thần. Đặc biệt hơn trên đầu y có hai cái sừng dài. Rượu khiến thọt già phản ứng hơi chậm, mãi một lúc sau gã mới nghĩ ra đây là một con quỷ. Nhưng thọt già chưa kịp kêu lên thì con quỷ đã hò hét, á á. Có người, rồi vắt chân lên cổ chạy, xuyên qua bụi cây rồi biến mất, bỏ lại thọt già đứng ngẩn ngơ. Ở ngoài đồng xa của làng mía có một miếu thờ cổ, mái của nó đã thủng lỗ chỗ, trong miếu thì tường vôi đã rách nham nhở. Rêu mọc xanh đen cả bức tượng trong miếu, trời đã về chiều khiến trong miếu càng u ám hơn. Không ai biết trong miếu hiện có một đám quỷ tụ tập. Dưới một ngọn đèn mỡ lợn xanh lét, đám quỷ đang hô hào nhau đánh bài. Rồi một con quỷ hét lên vui vẻ, nó thả bài xuống kêu, chết tụi mày. Xem đây, thông chỉ bạch thủ ủ chi tám đỏ hai lèo có chiếu có tôm. Mấy con quỷ kia vội vã xòe bài xem nó có báo ủ sai không. Có con thất vọng nói, hôm nay thằng Cửu Vạn xuân quá, nghỉ, nghỉ. Con quỷ mang tên Cửu Vạn cười hì hì, do ăn ở cả thôi không nói nhiều. Tính tiền, thằng quét rác 5 cái linh hồn, thằng kéo xe 13 cái, thằng nó vừa nói đến đấy thì có một con quỷ chạy ù vào. Đạp phải cái đèn mỡ lợn nên ngã chỏng vó, đám quỷ vội đỡ ý dậy. Con quỷ Cửu Vạn vội hỏi, đại vương, ngài đi đâu mà vội vàng thế? Đại vương ngồi dậy, ho khan một cái, rồi nói, hồi nay chấm gặp một thằng người. Nó không những không sợ chấm mà còn vỗ vai chấm hỏi chuyện, chấm hái quá chạy về đây. Nói rồi vỗ bốp vào gáy con quỷ Cửu Vạn. Chấm bảo tụi mày phải cắt người theo chấm để khi có biến còn hộ giá mà tụi mày chỉ lo đánh bài. Con quỷ Cửu Vạn ôm đầu nói, đại vương, ngài bây giờ là quỷ vương, pháp lực thông thiên, dẫm chân một cái đất trời rung chuyển. Nếu ngài đánh cũng không lại, tụi con làm sao có thể đánh lại, đứa nào vào thì chết chắc đứa ấy rồi. Ngài nói vắng tụi con rồi, ai có thể hầu hạ ngài cẩn thận như thế. Con quỷ đại vương ngẫm nghĩ một lúc mới nói, mày nói cũng đúng, chấm tha tội bất kính cho bọn mày. Rồi nó hỏi con quỷ kéo xe, chấm bảo mày chuẩn bị cho lễ Vu Lan. Làm được đến đâu rồi? Con quỷ kéo xe liền nói, đại vương yên tâm, con đã chuẩn bị cả rồi. Hôm qua con vào một cái nhà giàu báo mộng cho bọn nó chuẩn bị 1000 bát cháo cúng, 1000 đĩa gạo, 1000 đĩa muối, hương đèn tiền vàng 100 thếp. Nếu không sẽ bị quỷ lấy mạng cả nhà. Mấy đứa trong cái nhà đó sáng nay đã dọn sạch hàng ngoài chợ rồi, đại vương cứ yên tâm. Đại vương vuốt ngược đám tóc lòa xòa trên trán, khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó lạnh tanh. Nó bảo lũ quỷ, trận chiến đêm mai chỉ có thể thắng không cho phép thua. Chấm dự tính có khoảng 5000 con quỷ đói sẽ đến, chúng ta phải tóm sạch chúng. Ăn hết 3000 con quỷ, quyền năng của chấm sẽ mạnh thêm và chấm không bị bệnh sợ người nữa. Ha ha, con quỷ Cửu Vạn hót, đại vương anh minh. Trong đầu nó thì nghĩ, sợ người là bệnh di truyền của ngài từ kiếp trước. Làm sao mà chữa được? Bỗng con quỷ đại vương nhìn nó hỏi, mày vừa nghĩ cái gì trong đầu thế? Con quỷ Cửu Vạn sợ quá, quỳ xuống cầu xin, đại vương tha tội, đại vương tha tội. Nó quên mất quỷ vương có khả năng đọc thấu ý nghĩ trong đầu của những con quỷ có tu vi thấp hơn. Đại vương ra lệnh, quân bay đâu, mang nó ra ngoài chém. À thôi, chém nó không chết, mang nó ra dìm hố phân cho nó hồn phi phách tán đi. Con quỷ kéo xe vội xin, đại vương bất giận. Trước giờ ra trận giết tướng sĩ là điểm không lành, mong đại vương nghĩ lại.
mấy con quỷ khác cũng quỳ xuống xin theo. Con quỷ đại vương nói, vậy thì ghi cho nó tội bất kính, chờ đánh xong trận này sẽ xử. Đại vương anh minh, đám quỷ hót lên, quỷ vương hài lòng về cách xử sự quyết đoán của mình, quay người về chỗ. Nó không biết rằng lúc này giới tu đạo đang nổi sóng cuồn cuộn vì nó. Quỷ vương trốn khỏi phong ấn trên núi Nam Cung. Là tin tức mà trong 2 ngày đã được truyền đến 42 môn phái tu đạo ở phủ Lộ Bình An và Trấn Vọng Giang. Người người chấn động, nhà nhà sợ hãi. Phải biết rằng con quỷ này đã sống cả 1.000 năm dưới sự đàn áp của phong ấn. Tương truyền, con quỷ này có sức mạnh khủng khiếp. Nó có 3 đầu 6 tay, chặt đầu mọc đầu, chặt tay mọc tay. Ánh mắt nó chứa lửa địa ngục có thể thiêu cháy hết thảy linh hồn dính vào. Ngoài ra nó còn có khả năng đọc ý nghĩ. Nghĩa là anh chưa ra tay nó đã biết anh đánh vào đâu. Sau khi thoát khỏi phong ấn, cả môn phái Nam Cung đều bị nó tiêu diệt không còn một mống. Ở phủ Lộ Bình An, phái Nam Cung không phải tôm tép gì mà là một trong 7 phái lớn nhất. Cao thủ trong phái có đến mấy chục người. Các loại bảo vật, phù chú nhiều vô số kể. Chưa kể đến trong đại điện còn có các loại trận pháp bảo vệ. Vậy mà lúc quan phủ đến, không hề tìm được một người sống sót nào. Tin tức này vô tình truyền tới dân gian khiến những kẻ thèm khát sức mạnh của quỷ vương cũng bắt đầu chuẩn bị cho hành động sắp tới. Không khí trong ngày lễ Vu Lan càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Chương 27, trước trận đánh. Khoảng 200 năm sau khi giành độc lập, đất nước lại rơi vào cảnh loạn lạc. Lần này là do 13 vị thủ lĩnh ở các nơi không chịu phục chính quyền trung ương, mỗi người cát cứ một vùng và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Trong đó lực lượng mạnh nhất là quân đội của Đô Cảnh Công chiếm giữ vùng đất xung quanh kinh thành bây giờ. Đô Cảnh Công xuất thân từ tầng lớp quan lại, lắm trí nhiều mưu, lại thích hưởng lạc. Ông có nguyên một đội hát phục vụ ông và gia đình. Đó là đội hát nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Nhân vật chính trong đội hát là anh Hai Trèo, xuất thân từ vùng đất quan họ Kinh Bắc. Có khuôn mặt đẹp trai như thiên thần và một giọng hát làm say mê lòng người. Anh Hai Trèo được các bà các cô hâm mộ lắm. Anh đi đâu cũng có con gái bám theo, chỉ để xin anh hát một khúc, nhận dùm một chiếc khăn hay nói chuyện đôi ba câu. Trong đó, không hiếm con gái của các gia đình quan lại giàu có, nhưng anh Hai Trèo từ chối hết những lời tỏ tình đó. Anh luôn chung thủy với người vợ đã kết tóc xe tơ từ thư ở bé. Anh yêu cô dù cô không xinh đẹp hay giàu có gì. Đi đâu về anh cũng có quà cho cô, khi thì xúc vải, lúc thì tâm bánh. Anh cố gắng kiếm tiền nuôi vợ, để vợ ăn diện cho bằng bạn bằng bè. Rồi một ngày, anh Hai Trèo bỏ dở chuyến đi hát vì bị ốm. Khi trở về nhà, anh phát hiện vợ anh đang tằng tịu với ông hàng xóm. Anh Hai Trèo điên lên, anh xông vào tấn công kẻ tình địch, đánh hắn từ trong nhà ra ngoài ngõ. Anh rượt hắn một vòng quanh làng. Từ hôm đó anh Hai Trèo nghỉ hát, anh ốm nặng vì vợ anh bỏ về nhà ngoại. Đợt ốm đó khiến anh mắc một căn bệnh kỳ lạ, anh mọc ra 2 cái sừng nơi trán. Anh Hai Trèo sợ mọi người chế giễu trêu chọc nên không dám đi đâu, không dám gặp ai cả. Anh sống lầm lũi rồi chết đói ngay trong nhà mình. Oan hồn của anh Hai Trèo không thể nào siêu thoát, ở lại căn nhà cũ. Cho đến một ngày một tay thợ nuôi quỷ đi qua, bắt anh làm tay sai. Hồn ma anh Hai Trèo được nuôi béo bằng một đống ma quỷ hàng ngày. Rồi khi anh đạt đến tầm cơ quỷ tướng, thợ nuôi quỷ cũng không siêu độ anh. Mãi đến lúc lên núi Nam Cung đánh nhau, anh Hai Trèo mới hiểu gã thợ nuôi quỷ cần anh giết người. Nhưng với bản tính sợ người, anh Hai Trèo chống cự lại chủ, trốn vào một góc núi. Thế là gã thợ nuôi quỷ thất bại. Oan hồn anh Hai Trèo bị người trong phái Nam Cung phong ấn lại ở một cái hang sau núi. Bởi vì hồn ma anh Hai Trèo có 2 cái sừng nên đám quỷ ở trong hang phục anh lắm. Chúng tôn anh lên làm vua, nhường cho anh đủ các loại âm khí lọt vào trong động. Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt bọn họ đã sống dưới phong ấn 1.000 năm. Cho đến một ngày anh Hai Trèo cảm giác được có một cỗ sức mạnh từ dưới địa ngục vẫy gọi, thế là anh biến thành quỷ vương. Với một sức mạnh đàn áp, bất cứ con quỷ nào không phục, anh Hai Trèo đều có thể tiêu diệt nó trong chớp mắt. Sức mạnh khổng lồ đó cũng khiến anh Hai Trèo phá phong ấn dễ dàng. Lũ quỷ trong hang theo anh thoát ra ngoài, chúng bắt đầu trả thù phái Nam Cung. Chỉ có anh Hai Trèo sợ gặp người nên dẫn mấy tên em út thân tín trốn mất. Chỗ ở mới của anh là một ngôi miếu đổ nát ở làng Mía. Lúc này đám quỷ đàn em đang tụ tập quanh anh. Đêm nay là đêm Vu Lan. Nếu ăn đủ 3.000 linh hồn quỷ đói, anh Hai Trèo. Không, bây giờ phải gọi anh là quỷ vương, sẽ không mắc bệnh sợ người nữa. Anh vung tay hô hào. Xuất phát, đám quỷ đàn em chia làm 2 hàng. Bước đều theo anh. Ở cách làng Mía khoảng 40 dặm,
trong một ngôi nhà hoang ven đường. Minh Dũng, Minh Long, Minh Khánh đang ngồi xếp bằng đọc tịnh tâm chú. Quỷ vương xuất hiện. Tin tức này khiến người tu đạo không ai có thể ngồi yên. Chưa nói đến việc siêu độ hay chiến thắng quỷ vương, chỉ cần được đánh nhau với nó cũng có thể khiến mọi người được thêm công đức. Quỷ vương giống như một cục nam châm thu hút tất cả người tu đạo. 42 môn phái đều đã cử người xuống núi. Dòng họ Phạm ở đất Nam Lan thì cử ra 3 vị thầy trừ tà bắt ma tài giỏi nhất đến. Phái Phổ Linh nếu không tham gia, sau này rất có thể bị người tu đạo mắng cho không ngừng đầu lên nổi. Ba anh em cũng đành bỏ đi lễ cúng cô hồn ở nhà, tiến về nơi mà được cho là quỷ vương đang ở. Đêm Vu Lan đã gần kề. Đột nhiên Minh Dũng đứng dậy, gã ngẩng đầu nhìn về phía tây, cất cao giọng nói, cao nhân phương nào, mời ra gặp mặt. Minh Long cũng cầm kiếm đứng dậy. Minh Khánh thò tay vào trong áo lấy bùa chú ra. Một tiếng cười ha hả cất lên, không ngờ bần đạo đã ẩn khí đi mà vẫn bị phát hiện. Người đó hiện hình, bước qua bức tường đổ vào nhà. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt vuông vức, mặc bộ đạo bào trắng toát. Ông tự giới thiệu, bần đạo là bá tường của phái Một Quyết, xin hỏi ba vị là. Minh Dũng cúi đầu chào ông rồi nói, thì ra là bá tường đạo trưởng. Ba anh em phái Phổ Linh kính chào trưởng môn phái Một Quyết, không biết trưởng môn đến đây có điều gì chỉ bảo. Bá tường đạo trưởng cười ha hả, mấy vị quá khách khí. Nói về bắt ma, phái Một Quyết của bần đạo kém phái Phổ Linh đến cả vạn dặm. Lúc nãy bần đạo đi qua, thấy trong nhà hoang có người, ghé vào xem có phải đám thợ nuôi quỷ hay không thôi. Minh Dũng hỏi, bá tường đạo trưởng, thợ nuôi quỷ cũng sẽ đến tham gia cuộc vui sao? Bá tường đạo trưởng khẳng định, chắc chắn bọn họ sẽ đến. Cả trăm năm chưa chắc quỷ vương đã xuất hiện một lần. Lần này, nghe nói cả đoàn quân ám dạ cũng có mặt. Minh Long hỏi, đoàn quân ám dạ là những thứ tinh túy nhất của thợ nuôi quỷ. Bọn họ vẫn nằm trong bóng tối, tránh giao chiến không cần thiết. Chả lẽ lần này bọn họ quyết tâm bắt giữ quỷ vương? Bá tường đạo trưởng trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời, sức mạnh của quỷ vương như thế nào vẫn chưa ai kiểm chứng được. Có lẽ đoàn quân ám dạ có thông tin về nó cũng nên, hoặc bọn họ mượn cơ hội lần này đục nước béo cò, tiêu diệt một phần lực lượng của người tu đạo. Đã mấy trăm năm bị người tu đạo chèn ép, thợ nuôi quỷ vẫn chỉ xây dựng lực lượng một cách bí mật. Có thể bọn họ cũng đã gom đủ sức mạnh để chống lại chúng ta rồi. Minh Dũng nói, tình hình càng lúc càng khó lường. Không biết đạo trưởng đã nghe đến thợ săn quỷ cũng đã bắt đầu tập hợp ở trấn Vọng Giang chưa? Bần đạo có nghe nói, đây cũng là việc hết sức bình thường. Chưa nói đến quỷ vương là con mồi béo bở cho các thợ săn quỷ, chỉ việc đoàn quân ám dạ xuất hiện đã khiến bọn họ thèm khát rồi. Lúc này bầu trời đêm Vu Lan bỗng nở rực rỡ một đám pháo hoa đủ màu sắc. Minh Dũng và bá tường đạo trưởng cùng thốt lên, tìm thấy dấu vết của quỷ vương rồi. Chương 28, những mầm non phái Bạch Thành. Bầu trời đêm ngày 15 trông thật man dại, mây ở đâu kéo đến che lấp ánh trăng, khiến thứ ánh sáng ấy lúc mờ lúc tỏ, phủ một cái màu nhợt nhạt lên khu rừng. Ánh sáng ấy chiếu rọi những vết thương loang lổ trên thân cây, biến chúng thành những hình thù xấu xí và lạ lùng. Tiếng mưa rả rích, tiếng gió gào thét cùng với tiếng cú rúc từng hồi khiến người ta cảm thấy khu rừng đáng sợ hơn mọi ngày. Có một nhóm người vội vã băng qua khu rừng, bên kia một báu vật lớn đang chờ họ. Bước chân của họ càng lúc càng nhanh mặc dù đường rất lầy lội khó đi. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, gã có một khuôn mặt rắn giỏi, cái cằm bệnh và hàng lông mày dài dập. Gã có một cái tên rất hay, Phùng Huy Hoàng, là đại sư huynh của phái Bạch Thành. Người tu đạo hầu như ai cũng biết tên gã bởi vì gã là ngôi sao, là niềm hy vọng trong giới trẻ của trấn Vọng Giang. 23 tuổi gã đã có gần 35 năm công đức, tu luyện thành công phép độn thổ bí truyền của phái Bạch Thành. Lần này xuống núi, trưởng môn giao cho Phùng Huy Hoàng dẫn đoàn với nhiệm vụ đơn giản, học tập các môn phái khác và kiếm một ít công đức. Thế nhưng Phùng Huy Hoàng không nghĩ thế, gã muốn đánh với quỷ vương, muốn xông pha vào chỗ nguy hiểm. Bản thân gã học được phép độn thổ, đánh không lại thì gã chạy trốn. Thế là khi thấy pháo hiệu, gã liền dẫn 7 vị sư đệ sư muội trong phái Bạch Thành vượt rừng để tìm thấy quỷ vương sớm hơn những người khác. Đang đi nhanh, Phùng Huy Hoàng bỗng dừng lại khiến cô gái phía sau đâm sầm vào lưng gã. Cô gái kêu lên, sư huynh sao tự nhiên dừng lại. Gã giơ tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Phùng Huy Hoàng ở trong phái rất có uy tín, gã vừa làm dấu thì tất cả đều nín như thóc. Gã hỏi mọi người, có ai nghe thấy tiếng gì không? Mọi người cùng nghiêng tai nghe ngóng nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua ngọn cây, tiếng mưa rơi trên lá. Phùng Huy Hoàng nói, tôi nghe thấy có tiếng người gào khóc. Mấy người kia nghi hoặc nói,
đại sư huynh, dân bản địa nói đây chỉ là một khu rừng bình thường, chẳng lẽ nửa đêm có ai vào đây ngồi khóc sao? Phùng Huy Hoàng cũng không bị tiếng khóc trong đêm dọa sợ, quay lại nói với mọi người, có lẽ tôi nghe nhầm, chúng ta đi tiếp thôi. Đi được một lát gã lại dừng, mấy người đi sau phàn nàn. Đại sư huynh lại nghe thấy tiếng gì sao? Đại sư huynh, chúng ta mà đến muộn thì đến cái móng chân của quỷ vương cũng chẳng còn đâu. Phùng Huy Hoàng quát lên, im lặng, đi theo tôi. Rồi gã rẽ sang trái, vạch cây bụi tiến lên. Một lát sau, mọi người đến một khoảng rừng cây cối mọc thưa thớt. Phùng Huy Hoàng lại hỏi, có ai ngửi thấy mùi gì không? Có mùi gì tanh tanh, cô gái phía sau gã đáp. Mùi máu. Phùng Huy Hoàng khẳng định, nghe gã nói xong, đám người bắt đầu rút vũ khí ra đề phòng. Vũ khí của bọn họ đều được rèn đúc theo một quy trình đặc biệt. Sau đó chúng được nuôi dưỡng bằng khí và máu của chính người chủ. Dần dần, chúng biến thành một thứ vũ khí có thể làm bị thương ma quỷ. Kiếm của phái Bạch Thành không có lực sát thương mạnh với âm hồn như kiếm gỗ của thầy trừ tà, nhưng bù lại, chúng cực kỳ tiện dụng. Không chỉ ma quỷ mà cả thú dữ, con người, yêu quái đều có thể đâm chém. Phùng Huy Hoàng ra lệnh cho đám sư đệ đồng môn, chia hai nhóm ra tìm xung quanh xem có dấu vết gì không. Đám người thực hiện răm rắp yêu cầu của gã. Phùng Huy Hoàng đứng yên tại chỗ, gã ngửi thấy mùi, nguy hiểm. Đầu mối hẳn là nằm đâu đó quanh đây. Phùng Huy Hoàng đảo mắt nhìn quanh, trực giác của người tu đạo luôn cực kỳ nhạy bén. Nhất là những người có tu vi cao như gã, mưa vẫn rơi rả rích, càng lúc càng nặng hạt. Mùi máu không bị nước mưa pha loãng mà đậm đặc dần theo thời gian. Trong phái Bạch Thành thì Nguyễn Tiến là người nhỏ nhất, năm nay gã mới 15 tuổi. Nhà gã khá giàu có, gã lại là con một nên được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ. Thật không may là cha gã mê mẩn cuộc sống trường sinh nên đưa gã vào con đường tu đạo. Ông tự tay dẫn gã vào phái Bạch Thành tìm thầy. Nguyễn Tiến mới chỉ tu luyện được khoảng 2 năm. Tu vi kém cỏi cộng thêm cái tính nhút nhát khiến gã thường xuyên bị bắt nạt. Hôm nay sau khi chia nhóm, gã bị hai vị sư huynh bắt đi phía trước dò đường. Trời vừa tối vừa lạnh, thỉnh thoảng lại có một đám nước mưa rơi vào áo khiến gã giật mình thon thót. Cứ ngoái cổ về phía sau xem có ai không. Bây giờ thì mùi máu đã đậm đặc đến mức bất cứ ai cũng ngửi thấy. Nguyễn Tiến sợ lắm. Đây là lần đầu tiên gã đi giữa rừng trong đêm thế này. Gã thấy buồn đi tè. Gã chỉ mong hai vị sư huynh dừng lại cho gã đi nhờ một thoáng. Cuối cùng chịu không nổi, gã cất giọng hỏi hai vị sư huynh. Sư huynh ơi, dừng lại một chút đi. Hai vị sư huynh cũng đang căng thẳng, liền trợn mắt với gã, làm gì? Nguyễn Tiến ôm lấy đụng quần nói, để buồn tẻ quá. Nói rồi không đợi hai vị sư huynh đồng ý, gã chạy lại một gốc cây, mở đai lưng, làm luôn một bãi. Gã nói với lại sau, chờ để một tí nhé. Không ai trả lời. Nguyễn Tiến chút hết bầu tâm sự, quay lại thì không thấy hai vị sư huynh đâu nữa. Gã sợ quá, cứ hỏi quanh, sư huynh ở đừng đùa nữa. Để sợ lắm, vẫn không có ai trả lời. Nguyễn Tiến hoảng hốt bỏ chạy, gã theo đường cũ trở lại chỗ đại sư huynh. Bỗng gã cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua, rồi từ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra nắm lấy vai của gã. Chương 29, những mầm non phái Bạch Thành, tiếp. Theo bản năng, Nguyễn Tiến vung kiếm ra, chém ngược về phía sau. Nhưng bàn tay kia phản ứng còn nhanh hơn, lập tức túm lấy cổ tay gã. Nguyễn Tiến lập tức bị vật xuống đất. Mùi mồ hôi, mùi lá mục liền lập tức xông lên mũi khiến gã nghẹt thở. Gã vung chân lên đạp kẻ đang đè mình ra, rồi vung kiếm định kết liễu ý. Sư đệ, là tôi đây. Nghe được tiếng đại sư huynh, Nguyễn Tiến mừng quá vội chạy lại đỡ ý dậy. Gã phủi bùn đất dính trên quần áo Phùng Huy Hoàng rồi hỏi, sao đại sư huynh lại đến đây? Những người khác đâu? Khuôn mặt Phùng Huy Hoàng bỗng hiện lên vẻ sợ hãi. Chết cả rồi, hai người trong nhóm của đệ đâu? Nguyễn Tiến tóm tắt việc hai người kia mất tích cho đại sư huynh nghe rồi hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đại sư huynh nói, chúng ta rơi vào bẫy rồi. Tôi đoán những ai vào rừng đều rất khó chạy thoát được, giờ chỉ còn cách kiếm chỗ nấp chờ đến sáng. Lúc ấy sẽ có người đến cứu chúng ta. Nguyễn Tiến hỏi, nhưng chúng ta nấp vào đâu bây giờ? Đại sư huynh nói, phải kiếm một cái hố. Sau đó ta và đệ vùi mình xuống đó, âm khí từ dưới đất tỏa ra sẽ che giấu tung tích của chúng ta. Nguyễn Tiến mừng rỡ đáp, hồi nãy để đi vệ sinh thấy có một cái hố khá rộng, để dẫn đường. Đi được một đoạn, Phùng Huy Hoàng hỏi Nguyễn Tiến, để có nghe thấy gì không? Nguyễn Tiến trả lời, chỉ là tiếng cú giúp thôi mà. Nghe kỹ lại đi. Phùng Huy Hoàng nhắc,
Nguyễn Tiến áp tai vào đất hỏi lại sư huynh, tiếng bước chân. Nhưng Phùng Huy Hoàng đã bịt miệng gã rồi kéo gã vào nấp sau một gốc cây. Sau vài hơi thở, hai người nhìn thấy một người thanh niên trẻ chạy ào qua, y vấp phải một cục đá, ngã sóng xoài vào một vũng bùn lầy. Rồi đột nhiên hai huynh đệ phái Bạch Thành thấy một cơn gió lạnh thổi ào qua, người thanh niên gào lên, không, không tha cho tôi, tha cho tôi. Bọn họ thấy từ trong đêm tối, một bóng người dần hiện hình, y mặc một bộ quần áo đỏ. Trước ngực có gắn một đóa hoa màu tím, y tiến đến gần người thanh niên đang bò lổm ngổm trên đất, bông hoa trước ngực bỗng hiện lên trên tay. Vừa đi y vừa ngắt một cánh hoa, chết, không chết, chết, không chết, mỗi lần một cánh hoa lìa cuống, y lại đọc một từ, chết, hoặc không chết. Cứ thế cho đến khi đóa hoa trên tay y chỉ còn một cánh, y chậm rãi sờ vào cánh hoa cuối cùng, người thanh niên gào lên, không, tôi không muốn chết, có ai cứu tôi với. Người mặc áo đỏ giật cánh hoa cuối ra, vứt nó lên không trung, miệng thốt lên một tiếng lạnh lùng, chết. Người thanh niên bỗng kêu lên thảm thiết, thân hình gã nhũn ra, lớp da bắt đầu nhăn nheo và biến hình, rồi gã bắt đầu thối rữa. Mùi hôi tỏa ra xung quanh nồng nặc, ngược lại cành hoa tím trên tay người áo đỏ lại mọc ra một bông mới, đẹp rực rỡ. Rồi người đó biến mất. Lúc này Phùng Huy Hoàng mới bỏ tay ra khỏi miệng Nguyễn Tiến, hai người không dám thở mạnh. Nhìn nhau trong giây lát rồi chạy vội và đến nơi có cái hố mà Nguyễn Tiến đã nói. Con đường lầy lội không thể ngăn được bước chân bọn họ. Sắp tới chưa? Phùng Huy Hoàng hỏi Nguyễn Tiến. Gần tới rồi đó sư huynh, khoảng 100 bước nữa thôi. Đột nhiên, lại có một cơn gió lạnh thoảng qua. Phùng Huy Hoàng cảm thấy có một cái gì đó đang tiến lại rất gần mình. Gã rút búa chú ra để vào lòng bàn tay. Cái thứ đó càng lúc càng nhanh. Trong lòng Phùng Huy Hoàng trào dâng một nỗi bất an. Gã căng hết các giác quan ra để cảm nhận. Đã gần lắm, 3 thước, 2 thước, 1 thước, nửa thước. Phùng Huy Hoàng quay người, dẫn pháp lực vào trong búa chú, dùng tay đánh vào vật phía sau. Khi chạm vào nó, Phùng Huy Hoàng thấy một cơn ớn lạnh xông thẳng lên não. Gã cảm thấy vật đó đang kêu gào vì đau đớn. Gã vung kiếm lên đâm xuyên qua người nó, vật đó càng kêu to hơn. Tiếng gào thét tạo thành những âm thanh kỳ dị khiến Phùng Huy Hoàng choáng váng. Nó vươn hai tay ra bóp cổ Phùng Huy Hoàng, rồi vươn cái lưỡi dài như con rắn ra liếm mặt gã. Phùng Huy Hoàng cảm giác được cái thứ ma quỷ này đang thèm khát linh hồn của hắn. Phùng Huy Hoàng chửi thề, ta thà chết chứ không đem linh hồn cho lũ khốn chúng mày. Thế rồi gã bắt đầu sử dụng cấm thuật dẫn huyết. Bên ngoài cơ thể gã, một loại khí màu đỏ tràn ra từ chỗ chân lông. Người gã nóng ấm như đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa. Khuôn mặt của gã xanh xao nhợt nhạt vì mất máu. Gã đưa tay đánh con quỷ, mặc dù thân thể nó không phải là vật chất, nhưng mỗi cú đánh của Phùng Huy Hoàng đều khiến con quỷ tru lên. Rồi Phùng Huy Hoàng ôm chặt lấy con quỷ, siết nó trong vòng tay của mình. Thân hình con quỷ bắt đầu mờ dần, rồi biến mất. Phùng Huy Hoàng ngồi dựa vào gốc cây, thở hồng hộc. Bởi vì sử dụng cấm thuật, từ nay cho đến 1 tháng tiếp theo, gã không thể đánh nhau, gã đã trở nên vô dụng. Nghỉ ngơi một lát, Phùng Huy Hoàng quyết định đi tiếp. Gã muốn tìm ra cái hố, có thể sư đệ hoặc cũng có thể là một con ma đang chờ gã ở đó. Ai biết được, nhưng dù sao ở đó cũng an toàn hơn nơi này. Mùi máu huyết của gã nhất định sẽ khiến bọn ma quỷ thèm thuồng. Chúng sẽ như 7 cá mập đổ xô đến và sâu xé gã thành từng mảnh. Nguyễn Tiến chạy rất nhanh. Xuyên qua đám cây mọc tùm, gã lập tức thấy được cái hố. Gã quay người lại nói với đại sư huynh, đến nơi rồi, nhưng rồi gã há hốc miệng. Đại sư huynh biến đâu mất. Phía sau lưng gã là một bóng tối sâu hun hút. Gã không dám quay lại tìm người, cũng không dám bước tiếp. Nhớ lời đại sư huynh, gã nhảy xuống hố dùng lá mục phủ kín trên đầu. Người gã ngứa dâm gian, có kiến hay bỏ gì chui vào lưng gã. Nguyễn Tiến vẫn cắn răng nằm im bất động. Nỗi sợ của gã lớn hơn mọi thứ, giúp gã vượt qua cảm giác đau đớn và ngứa ngáy sau lưng. Rồi gã thấy có con gì ngọ nguậy trên đầu mình. Con vật đó bò từ trán gã, qua mắt, qua miệng, trong bóng tối. Gã mới nhìn ra đó là một con rết bự, dài hơn một gang tay. Người nó căng tròn, đám chân nó ngọ nguậy trên mặt. Trên môi khiến gã buồn nôn. Rồi con rết bò vào trong cổ áo gã. Lúc nó chui xuống ngực, Nguyễn Tiến thầm nghĩ chẳng lẽ nó muốn làm tổ trong đấy. Nguyễn Tiến vẫn bất động. Rồi con rết chui xuống quần gã. Lần này gã không chịu nổi nữa. Nguyễn Tiến bật dậy như một con lò xo. Gã cởi giày, phủi con rết ra khỏi quần. Xong xuôi gã thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên gã thấy trước mặt mình có 2 bàn chân lấm tấm bùn. Đôi chân đó vừa trắng vừa đẹp,
lại hơi mờ mờ ảo ảo. Gã tưởng mình hoa mắt, vội đưa tay gạt hết lá và bụi còn dính trên mặt. Đó là một đôi chân phụ nữ. Nguyễn Tiến ngẩng đầu lên, một bóng ma màu xám, với đôi mắt bị ai móc mất đứng trước mặt gã từ bao giờ. Máu đen từ trong mắt chảy ra trông thật khủng khiếp. Chương 30, chạm trán đoàn quân ám dạ. Tiếng thét khủng khiếp của Nguyễn Tiến làm Phùng Huy Hoàng giật mình. Gã dừng lại nấp vào một bụi cây. Lúc này đến tính mạng của gã còn khó bảo toàn, nói gì đến cứu người. Mãi một lúc sau, gã mới lồm cồm bò ra. Cái hố vẫn còn nguyên, lá mục và đất bụi còn vung vãi xung quanh chứng tỏ có người mới ở đây. Phùng Huy Hoàng nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi mới chui xuống hố. Gã cầm lá mục và đất từng tảng phủ lên trên đầu. Lá mục bị gạt đi để lộ ra thân thể của Nguyễn Tiến đang nằm phía dưới. Phùng Huy Hoàng sờ vào mũi sư đệ. Y đã không còn thở nữa. Gã đau lòng để sư đệ sang một bên. Đột nhiên sư đệ bỗng mở mắt. Đó là một đôi mắt đỏ quạch trông rất kỳ quái và đáng sợ. Hai bàn tay Nguyễn Tiến bỗng vươn ra chụp vào cổ Phùng Huy Hoàng. Trong lúc nguy cấp, Phùng Huy Hoàng vung chân lên đạp vào ngực Nguyễn Tiến. Sau đó gã tung mình bò khỏi hố. Nhưng gã chưa kịp đứng dậy thì Nguyễn Tiến đã tóm được chân gã, kéo gã ngã xuống. Phùng Huy Hoàng cố đạp lên sư đệ để chạy trốn, chỉ có điều bàn tay của Nguyễn Tiến như cái kìm thép, kẹp chặt lấy cổ chân gã. Hai người giằng co một lúc lâu cho đến khi con ma áo đỏ xuất hiện. Nó lại rút bông hoa màu tím ra. Phùng Huy Hoàng ở gần mới thấy đó là một bông hoa đẹp mê hồn. Con ma áo đỏ lại rứt từng cánh hoa, lại đọc, chết, không chết, chết, không chết. Đến cánh cuối cùng thì Phùng Huy Hoàng đã không phản kháng nữa. Gã chờ đợi giây phút phán xét. Đột nhiên một thanh kiếm bay qua, chém đứt bông hoa màu tím. Con ma áo đỏ gầm lên giận dữ. Nó phùng mang trợn mắt, thổi một hơi vào cành hoa. Một bông hoa màu tím khác lại mọc ra, trông có vẻ kém lộng lẫy hơn bông hoa trước. Con ma áo đỏ vung cành hoa lên, bông hoa màu tím bay thẳng về phía Phùng Huy Hoàng. Nhưng đột nhiên từ phía trước gã mọc ra một bụi hoa màu trắng. Đó là hoa ngọc yến, một loài hoa dùng để xua đuổi tà ma hay được trồng ở sân các môn phái người tu đạo. Tương truyền rằng khi trời đất còn sơ khai, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, tà ma chướng khí mịt mù. Loài người khi đó còn nhỏ yếu và sinh sống một cách khó khăn. Lúc đó có một người phụ nữ tên là Ngọc Yến. Bà tu luyện cả trăm năm sắp thành tiên, nhưng do thương cảm giống nòi bị ma quỷ yêu quái đe dọa. Bà đã lên núi Tản cầu Sơn Thần ban cho bà một thứ vũ khí có thể giúp đỡ loài người, đổi lại bà sẵn sàng hiến dâng tính mạng. Cảm động trước tấm lòng chân thành của bà, Sơn Thần ban cho bà một viên thuốc, bảo bà uống vào, dặn sau 5 ngày bà sẽ được toại nguyện. Đến ngày thứ 5, bà Ngọc Yến tự nhiên qua đời. Dân làng vô cùng thương xót, nhớ lời bà dặn, không bỏ bà vào quan tài mà đem chôn ở đầu làng. Mấy ngày sau, chỗ bà nằm mọc lên một loài hoa kỳ lạ, trắng muốt và xinh đẹp. Loài hoa đó thơm một cách lạ lùng, khiến các loại côn trùng, các loại chướng khí không dám lại gần. Từ đó làng của bà cũng vắng bóng dần các loại ma quỷ. Người dân các nơi cũng đến xin hạt của hoa về trồng. Từ đó con người xua dần yêu ma quỷ quái về các vùng rừng núi xa xôi. Cảm phục tấm lòng của bà, dân làng lập đền thờ, rồi xin bà đổi tên loài hoa lạ thành Ngọc Yến, để kỷ niệm một người phụ nữ vĩ đại. Sau này, loài hoa Ngọc Yến tuyệt tích dần, chỉ còn được trồng ở những vùng núi cao, không khí trong lành. Nó cũng được các môn phái tu đạo yêu thích vì có thể xua đuổi tà ma. Hôm nay Phùng Huy Hoàng lại được chứng kiến nó mọc lên ngay trước mặt gã như một kỳ tích. Bông hoa tím gặp phải bụi hoa Ngọc Yến thì tan rã như băng tuyết gặp ánh mặt trời. Con ma áo đỏ gào lên tức giận. Bốn phía dưới chân nó đều mọc lên một bụi hoa Ngọc Yến từ bao giờ. Rồi có một ông lão râu tóc bạc phơ tiến đến. Cầm kiếm bắt đầu đâm chém nó, cho đến khi con ma áo đỏ mờ dần rồi biến mất. Phùng Huy Hoàng nhận ra đó là bá tường đạo trưởng của phái Một Quyết. Liền tạ ơn cứu mạng. Bá tường đạo trưởng xua tay, bảo gã trị thương đi rồi bước tới xem Nguyễn Tiến. Con ma trong thân thể gã đã chạy trốn từ lúc bụi hoa Ngọc Yến đầu tiên mọc lên, bỏ lại cái xác của chàng trai trẻ xấu số. Trong lúc này, Minh Dũng, Minh Long, Minh Khánh cũng đã tiến vào trong rừng. Bọn họ là những người trừ tà chính thống. Có thể nào gặp ma quỷ lại bỏ chạy được. Bóng đêm quỷ mị trong khu rừng không thể ngăn bước chân họ tiến về phía trung tâm. Đến một dòng suối, Minh Khánh dừng lại. Bà Mun, con mèo bắt Minh Khánh gọi nó như thế, cũng nhảy khỏi cái gùi sau lưng hắn. Đôi mắt nó sáng lập lòe. Minh Khánh nói với hai vị sư huynh, phía trước có 2 con, phía sau có 3 con, bên trái có 1 con, bên phải có 1 con.
Nghe vậy Minh Dũng phân phối, Khánh lo phía trước, Long giải quyết đằng sau, hai bên để tôi. Thế rồi ba huynh đệ bắt đầu hành động, chờ đến khi bảy con ma lại gần, Minh Dũng vung kiếm lên chém con ma bên phải. Con ma vừa hiện hình thì bị một kiếm chém làm đôi, nó rú lên thảm thiết rồi biến mất. Minh Long lúc này cũng lẩm nhẩm đọc đạo chú. Ba lá bùa trấn hồn tự động bay ra, dính vào ba con ma phía sau. Rồi Minh Long bắt đầu ngồi xuống đọc kinh siêu độ. Chỉ trong chốc lát ba con ma đã bị tiễn xuống âm ti. Trong khi Minh Dũng chém nốt con ma bên trái thì Minh Khánh cũng giải quyết xong một con. Con cuối cùng bị bà Mun vỗ mất. Ăn xong nó còn liếm mép nói, thứ này nhạt phèo, chả ngon gì. Minh Khánh bèn hỏi nó, sao bà vẫn ăn? Con mèo vểnh râu lên, ăn nó được thêm công đức, tội gì không sơi. Cứ thế ba người tiến dần đến trung tâm khu rừng. Nơi đây mùi máu dày đặc, ba người đều rất khó chịu, cảm giác như đang đứng trong một ao máu khiến tất cả buồn nôn. Từ trong bóng tối, một ngọn đèn lấp lóe bay ra, nó cứ lơ lửng trên mặt đất, mãi cho đến khi ngọn đèn tới trước mặt ba anh em. Minh Dũng Minh Long mới nhận ra nó nằm trên tay một đứa bé. Đứa bé mặc một bộ đồ cũ mềm, tóc để dài ngang vai. Nó cười lên khẳng khặc rồi nói, tưởng ai, hóa ra là mấy tên thầy trừ tà nhãi con. Minh Dũng chưa kịp nói gì thì đứa bé đã tự giới thiệu. Xin tự giới thiệu, ta là Ngưu Khanh Đại Vương, đứng đầu đội quân số 11 của đoàn ám dạ. Rồi gã chĩa ngón tay về phía sau lưng nói, đây là thủ hạ thiện chiến nhất của ta. Từ phía sau của gã, một con cáo khổng lồ hiện ra, đằng sau nó mấy cái đuôi ve vẩy trong bóng tối. Minh Khánh thò tay vào trong gùi, bóc mở chiếc hộp gỗ sơn đỏ có chứa tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm. Hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm của con yêu quái cùng với sức mạnh kinh hồn ẩn bên trong cái hình hài nhỏ bé của Ngưu Khanh Đại Vương. Hơn nữa, hắn và hai vị sư huynh phải giải quyết được đối thủ trước khi đồng bọn của y đến. Chương 31, Cáo Thành Tinh. Theo một số thông tin mà người tu đạo thu được, đoàn quân ám dạ được chia làm 18 đạo. Mỗi đạo tương ứng với một tầng địa ngục, người đứng đầu mỗi đạo quân được xưng làm đại vương. Bọn họ là những kẻ mạnh nhất trong cái đạo quân đó. Trong 18 tầng đại ngục, Ngưu Khanh địa ngục chính là nơi súc sinh kêu oan. Phàm người tại dương thế tùy ý tru sát súc sinh, đem sự vui thú của mình đặt trên sự đau khổ của chúng, sau khi chết sẽ bị giải vào đây để bị các con trâu hoang tụ lại. Dùng sừng húc, dùng chân dẫm đạp. Ngưu Khanh đại vương cũng không nhiều lời, gã bảo con cáo thành tinh, giết chúng đi. Con cáo hiểu ý chủ gật đầu, rồi nó nhe hàm răng trắng ẩn ra dọa mấy người phái Phổ Linh. Yêu quái khác với ma quỷ ở chỗ chúng làm bằng xương bằng thịt. Không chỉ sở hữu những phép thuật kỳ lạ, chúng còn có tốc độ và sức mạnh kinh hồn. Khi đối đầu với yêu quái, kiếm gỗ của phái Phổ Linh rất khó phát huy tác dụng. Vì thế phái Phổ Linh đã sử dụng một loại vũ khí khác để chống lại chúng. Đó là một loại chuông có khả năng gây ra sự đau đớn cho yêu quái được gọi là chuông hàng yêu. Trong tay Minh Long là một quả chuông như thế. Chỉ có điều gã chưa dám dùng. Vũ khí chỉ phát huy thực sự tác dụng khi gây được sát thương hiệu quả lên người đối thủ. Gã đang chờ đợi giây phút mà con yêu quái vồ bắt người. Tiếng chuông sẽ khiến con yêu quái đau đớn và để lộ sơ hở. Ba người phái Phổ Linh sẽ có thể làm con quái vật bị thương, thậm chí là tiêu diệt nó. Loài cáo vốn một loài thông minh và nhanh nhẹn. Từ những con bình thường đến những con sống cả trăm năm thành tinh, con cáo bắt đầu nhảy nhót vòng quanh ba người. Nó đang muốn tìm mục tiêu dễ dàng nhất. Động vật bao giờ cũng là loại có trực giác mạnh một cách đáng sợ. Chúng không biết đến câu chuyện bó đũa nhưng nó biết rằng chia lẻ mục tiêu ra để săn thì dễ dàng hơn là một đám. Con cáo càng lúc càng nhanh, mọi người chỉ thấy rõ một cái bóng xám chạy xung quanh chứ không trông thấy rõ ràng nữa. Bóng đêm dường như biến thành nguồn trợ lực cho con cáo thành tinh giúp nó giấu kín thân thể. Rồi Minh Khánh cảm giác được nguy hiểm. Con cáo sẽ chọn hắn, bởi vì hắn yếu nhất, bởi vì hắn mù, hoặc là cả hai. Minh Khánh đã không quan tâm nữa. Hắn chỉ làm một việc, chờ đợi. Con cáo đã thu hẹp khoảng cách với ba người. Nó chạy trên một đường vòng nhỏ hơn lúc trước. Tai nó đã vểnh lên. Một người mù quả là một miếng mồi thơm ngon cho con cáo. Cũng như Minh Khánh, nó đang chờ đợi giây phút mà ba người sơ ý. Lúc này Minh Khánh đột nhiên dịch ra bên ngoài hai bước, đứng hơi cách xa Minh Long Minh Dũng một chút. Hắn cố ý lộ ra sơ hở dụ con cáo đến. Như thế còn đỡ hơn là đánh một cách bị động như hồi nãy. Minh Dũng và Minh Long thấy sư đệ làm thế thì cực kỳ sợ hãi. Đây không phải trò chơi, cũng chẳng phải chuyện đùa, mà là trận đấu một mất một còn giữa thầy trừ tà với yêu quái.
việc đem tính mạng ra để đặt cược quả thật rất giống ngu ngốc. Loài cáo thành tinh mặc dù thông minh hơn cáo bình thường rất nhiều nhưng chung quy vẫn chỉ là súc vật. Minh Khánh lộ sơ hở, nó liền nhảy sổ vào, hy vọng một lần có thể cắn cổ nạn nhân. Nó chưa từng nghĩ đến sơ hở này là thật hay giả. Nó chỉ tuyên theo lệnh chủ một cách nghiêm túc nhất, giết hết tất cả. Lúc con cáo xông vào thì Minh Long vội rung chuông. Quả chuông khiến con cáo kêu lên đau đớn. Động tác của nó hơi khựng lại, lập tức có ba người ùa lên tấn công nó. Minh Long rút ra một tấm bùa chú dán vào phần bụng con yêu quái. Minh Dũng đá thẳng vào hạ bộ, còn Minh Khánh thì đâm kiếm vào đùi. Con yêu quái kêu gào một cách thống khổ. Nó lăn lộn mấy vòng trên đất. Đột nhiên ánh mắt nó chớp sáng liên hồi, biến thành màu hồng rực rỡ. Thuật hấp hồn của cáo thành tinh kỳ diệu đến mức cả Minh Dũng lẫn Minh Long đều bị dính. Hai người cứng đơ như khúc gỗ. Thuật hấp hồn là một loại pháp thuật có từ lúc sinh ra của những con cáo. Chỉ có điều nó được ẩn giấu bên trong linh hồn của chúng. Cho đến khi những con cáo sống qua cả trăm năm và thành tinh, nó mới hiểu được cách sử dụng thuật hấp hồn. Trong cuốn Tu Đạo Lục của Hoàng Thập Chân Nhân có viết, thuật hấp hồn của cáo thành tinh là một loại phép thuật thôi miên chỉ tác động lên đàn ông, đặc biệt là những người còn trẻ. Nó kích thích 6 loại dục vọng trong con người: sắc dục, hình mạo dục, uy nghi tư thái dục, ngữ ngôn âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tượng dục. Trong đó, sắc dục là thấy hình sắc nam nữ rồi mê đắm vào đó. Tính mạo dục thấy hình dung đoan chánh, tướng mạo tốt đẹp mà sanh lòng mê say. Uy nghi tư thái dục là thấy tướng đi, đứng, nằm ngồi, nói cười mà sanh lòng yêu mến. Ngữ ngôn âm thanh dục là nghe tiếng nói trau chuốt êm ái thích ý vừa lòng. Giọng ca lảnh lót, tiếng nói dịu dàng mà sanh lòng yêu thích. Tế hoạt dục là thấy da thịt của nam nữ mịn màng, trơn láng mà sanh lòng ham muốn. Nhân tượng dục là thấy hình nam nữ dễ thương mà sanh lòng mê say. Tức là trước mặt hai người không phải là con cáo mà là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang vẫy gọi. Mặc dù hai vị sư huynh có tu vi thâm hậu, nhưng bọn họ là trai tráng hẳn sẽ phải mất giây lát mới tỉnh táo lại. Chỉ còn Minh Khánh đối mặt với con yêu, hắn giơ kiếm lên chỉ vào yêu quái, quyết không để nó làm hại hai vị sư huynh của mình. Con yêu quái kêu lên một tiếng, nó nhảy sổ vào đối thủ, lần này còn nhanh hơn và chuẩn hơn lần trước. Nó há cái miệng đầy răng trắng ẩn ra táp vào mặt đối thủ. Chỉ có điều nó quá xem thường Minh Khánh và thanh tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm trên tay hắn. Thanh kiếm này là một trong những vũ khí độc ác nhất trong lịch sử. Mặc dù Minh Khánh không để nó nô lệ và chỉ phát huy được khoảng một phần nhỏ sức mạnh thôi, nhưng chừng đó cũng đủ cho hắn đối đầu với con cáo thành tinh rồi. Hắn hơi thu kiếm, đâm vào hốc mắt con yêu quái. Âm nhãn không thể nhìn thấy hình thể của con yêu quái nhưng có thể nhìn rất rõ khí của nó, đặc biệt là hai con mắt vừa thu triển thuật hấp hồn. Con cáo thành tinh lùi ra còn nhanh hơn lúc nó nhảy vào, hẳn là nó sợ hãi sức mạnh trên thanh kiếm tà ác. Minh Khánh cũng không bỏ lỡ cơ hội, kiếm trên tay tiếp tục dính lấy mặt con cáo mà đâm. Mi đang làm gì thế hả? Có một gã mù cũng không giải quyết nổi hay sao? Minh Khánh nghe rõ tiếng của Ngưu Khanh đại vương quát con cáo. Con yêu quái dường như bị kích thích, gầm lên nhảy sổ vào hắn. Mặc kệ bị trúng bao nhiêu kiếm cũng vẫn muốn táp vào người Minh Khánh. Lần này đến lượt Minh Khánh liên tục bại lui. Con yêu quái vừa to vừa khỏe, lại có lớp lông dày. Chúng mấy kiếm chưa hẳn đã xi nhê, còn hắn chỉ cần bị một cú đấm của con cáo là xong đời. Minh Khánh vừa lùi lại tránh pha nhảy lên quất đuôi của con cáo thì va phải Minh Long. Hắn mới phát hiện ra lúc này hai vị sư huynh đã ở ngay sau hắn. Người bọn họ vẫn cứng như khúc gỗ. Minh Khánh biết hắn không thể lui được nữa. Hắn vung kiếm đâm vào miệng con cáo. Con yêu quái lắc lư cái đầu, tránh mấy kiếm của Minh Khánh rất dễ dàng. Nó vung đuôi quật mạnh vào người đối thủ. Phía sau Minh Khánh là Minh Dũng và Minh Long. Hắn phải làm sao để đỡ được cú quật chết người của con cáo thành tinh? Câu chuyện bó đũa. Ngày xưa, có một người nhà giàu, sanh được 5 người con. Vì giàu có nên những người con của ông có một đời sống sung sướng thừa thãi về vật chất. Nhưng chuyện đời thường vốn vô cùng. Vì thế, có một, các con ông muốn có hai và cứ thế tánh đua đòi lâu dần thành thói quen. Đến lúc không tự chủ được thì đã trở thành lòng tham vọng. Càng ngày, lòng tham vọng của con người càng nhiều và lan ra trên mọi bình diện. Do đó, họ không biết thế nào là đủ nên lúc nào cũng khổ tâm vì luôn nghĩ đến sự hơn thua và ganh tị lẫn nhau đến khi khôn lớn. Cả 5 người con nhờ tiền của cha mẹ nên đều giàu có. Tuy mỗi người một cơ ngơi, nhưng vẫn giữ thói ganh ghét tị hiềm cãi cỏ nhau về những của cải mà họ có. Nhìn cảnh các con không hòa thuận, người cha buồn lắm. Ông cố gắng khuyên bảo nhưng dù ông có cố gắng thế nào,
các con ông cũng không bỏ được lòng hiềm kỵ lẫn nhau làm ông rất đau lòng. Sau một thời gian ngã bệnh, ông biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông cho gọi các con đến bên giường và bảo gia nhân đem đến cho ông hai bó đũa. Các con ông còn đang nhìn nhau ngơ ngác không hiểu người cha có ý định gì thì ông lấy một bó đũa, đưa cho mỗi người một chiếc và bảo. Các con mỗi đứa lần lượt bẻ chiếc đũa này và cho cha biết kinh nghiệm về việc các con làm dễ hay là khó. Ông vừa dứt lời. Trong chớp mắt, 5 người con bẻ 5 chiếc đũa thật dễ dàng. Nhìn những chiếc đũa gãy đôi, gãy ba, ông im lặng và các con ông cũng yên lặng đợi chờ. Một lát sau, ông đưa nguyên bó đũa cho người con cả và dịu dàng nói. Tốt, các con đã thành công trong việc bẻ một chiếc đũa. Bây giờ, các con lại thay phiên nhau bẻ nguyên cả bó đũa này cho cha xem. Người con trưởng cầm bó đũa ra sức bẻ. Anh vận dụng sức mạnh đến nỗi mặt mũi đỏ gay nhưng không làm cho bó đũa gãy được dễ dàng. Chờ đến lúc anh chịu thua, người cha bảo người con thứ hai tiếp tục. Cũng như người con lớn, người con thứ hai không bẻ được và chịu thua. Ông kiên nhẫn chờ đến khi người con thứ năm bỏ cuộc mới ôn tồn nói. Đó, các con xem, thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết. Nếu các con cứ tiếp tục hiềm tị chia rẽ nhau thì các con cũng lẻ loi và yếu đuối không khác gì một chiếc đũa và các con sẽ bị kẻ thù bẻ gãy dễ dàng. Nhưng nếu các con biết thương yêu đoàn kết lại với nhau như bó đũa thì không một sức mạnh nào bẻ gãy được các con. 5 người con ông hiểu ý cha và bài học ông vừa dạy, cảm động và hối hận vì ăn ở với nhau không phải rồi còn làm cha buồn. Các con ông ôm lấy ông vừa khóc, vừa hứa là từ nay về sau sẽ bỏ thói tị hiềm ích kỷ để yêu thương đoàn kết với nhau. Sau đó người cha mất đi, 5 người con vâng lời cha đại ý. Họ rất đoàn kết và thương mến lẫn nhau. Đời sống gia đình họ rất hòa thuận và không một ai có thể cạnh tranh được với sự giàu mạnh trong việc làm ăn buôn bán của gia đình họ. Chương 32, Biển Máu. Đột nhiên từ bên phải của Minh Khánh, một con hổ lớn bay vào vồ lấy con cáo. Cả hai văng ra một bên lăn lộn mấy vòng. Con hổ màu đen tuyền, thân hình so với con cáo thành tinh còn to hơn. Chân nó to như cột đình. Mỗi lần dẫm chân xuống đất là mặt đất run rẩy. Con hổ ngửa đầu lên trời rít gào, mé u u. Con cáo thành tinh có vẻ run sợ, lùi lại kéo giãn khoảng cách. Minh Khánh nghe thấy tiếng bà Mun truyền vào trong đầu. Con cáo nhãi nhép này cứ giao cho chị. Minh Khánh vui mừng nói với nó, vậy xin nhờ bà Mun giúp đỡ. Lúc này Ngưu Khanh Đại Vương cũng vui vẻ nói, một con linh miêu thành tinh. Ha ha, xem ra lần này đi không phí công rồi. Nói rồi y bắt đầu hô lên, bắt sống con linh miêu béo đó cho ta. Con cáo gật gật đầu. Rồi cuộc đại chiến giữa cáo tinh và mèo tinh bắt đầu diễn ra quyết liệt. Bà Mun to khỏe hơn nhưng vì bà béo quá nên rất chậm. Con cáo thì nhanh và xảo quyệt. Cả hai đánh cho trời đất hôn ám, cây cối xung quanh ngã rạp thành một mảnh. Minh Khánh lúc này đã chuyển đổi mục tiêu sang Ngưu Khanh Đại Vương. Hắn muốn biết được cái sức mạnh khủng khiếp mà hắn cảm nhận được từ y có mấy phần là thật. Tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm vung lên. Ngưu Khanh Đại Vương không hề tránh cú đâm của Minh Khánh. Y vung nắm tay nhỏ bé của trẻ con lên đấm vào mũi kiếm. Con kiếm của Minh Khánh chỉ khiến bàn tay y hơi xước ra một tí. Còn Minh Khánh thì văng ra cả 5 thước, hệt như bị một con trâu mộng húc phải. Bàn tay cầm kiếm của Minh Khánh rách toạc. Máu bắt đầu chảy xuống và bị lưỡi kiếm hút sạch. Ngưu Khanh Đại Vương nói, có biết tại sao ta có thể trở thành đại vương của đám súc vật này không? Bởi vì ta khỏe hơn và cứng cỏi hơn bất cứ con yêu tinh nào. Y dừ dừ nắm tay nhỏ nhắn của mình về phía Minh Khánh hỏi, người bình thường như bọn mi có thể nâng được bao nhiêu cân? 50 cân? 100 cân? Còn ta có thể nâng đến 3.500 cân? Cái thân hình yếu đuối của mi có thể chịu được bao nhiêu cú đấm của ta? Minh Khánh không nói gì. Hắn đã thể nghiệm được sức mạnh khổng lồ của con yêu quái. Minh Khánh biết nếu thanh kiếm trên tay không hóa giải đi một phần sức mạnh của cú đấm vừa rồi thì tay hắn đã gãy đôi. Thân thể của hắn run lên vì sợ hãi. Đây là một đối thủ nằm ngoài tầm với của hắn. Trong tay Minh Khánh hầu như không có cách gì có thể thương tổn đối thủ. Đến huyết chú ma kiếm cũng chỉ có thể làm xước da của Ngưu Khanh Đại Vương mà thôi. Những gì hắn có thể làm được là cầm chân y cho đến lúc hai vị sư huynh tỉnh lại. Ngưu Khanh Đại Vương lử lử tiến đến. Minh Khánh không thể thấy khuôn mặt y nhưng mà từ trên thân y, yêu khí và sát khí bốc lên ngùn ngụt. Hai người còn cách nhau hơn một thước, Ngưu Khanh Đại Vương vẫn chưa ra đòn. Sự tự tin của y đã đạt mức tột đỉnh. Lúc này, Minh Khánh quát lên, chấn.
hắn đã vận dụng thần thông chấn tà chân ngôn. Ngưu Khanh đại vương hơi dừng lại, y dường như bị choáng váng. Mặc dù biết các loại thần thông của Phật môn thường ảnh hưởng rất mạnh đến các loại yêu quái, nhưng Minh Khánh không dám hy vọng quá nhiều. Hắn biết các loại yêu quái ở đây không bao gồm Ngưu Khanh đại vương, y mạnh hơn nhiều so với những con yêu khác. Quả nhiên, chỉ trong giây lát, Ngưu Khanh đại vương lại lử lử bước tới. Minh Khánh quát lên, chấn. Ngưu Khanh đại vương dừng lại. Lúc này, Minh Khánh vung kiếm đâm thẳng vào cổ Oai Tuyệt Tử Tuyệt Tôn huyết chú, ma kiếm bất ngờ đục được một lỗ nhỏ. Nó lập tức phát động huyết chú, hút lấy máu từ trong người Ngưu Khanh đại vương. Minh Khánh cảm thấy sự thỏa mãn và khát khao của nó. Mặt thanh kiếm hồng lên một cách kỳ dị, đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Ngưu Khanh đại vương đã tỉnh. Y khen, quả là một thanh kiếm tốt. Nói rồi y giơ lưỡi kiếm lên. Cả Minh Khánh đang cầm kiếm cũng từ từ bị nhấc bổng. Vù, Minh Khánh cảm giác cả người cả kiếm bay vèo ra ngoài. Hắn bị Ngưu Khanh đại vương ném đi một cách nhẹ nhàng như ném một quả bóng. Minh Khánh thấy mình va vào một cái thân cây. Sau đó hắn rớt bít xuống đất như một quả mít rụng. Hắn thấy toàn thân đau đớn rụng rời rồi hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mê, hắn thấy mình đi vào một cái biển máu. Nơi đó có vô số những con người đang trào lên ngụp xuống. Ngoài phụ nữ ra thì nơi đây có đủ loại người, từ già trẻ lớn bé đến béo gầy cao thấp không thiếu một ai. Khi thấy Minh Khánh đi qua, bọn họ gào lên kéo lấy chân hắn, cầu xin hắn giúp bọn họ đi ra biển máu. Nhưng mỗi khi Minh Khánh động lòng thò tay kéo ai thì người đó lập tức hóa thành một cái thây khô rồi chìm nghỉm. Minh Khánh biết hắn không thể làm gì được ở nơi này. Hắn tiếp tục đi thẳng. Con đường giữa biển máu cứ dài vô tận làm hắn không biết nơi nào là điểm cuối. Rồi bất chợt Minh Khánh ngẩng đầu lên, phía trên biển máu có một cái mặt trăng màu đỏ, hắn cảm thấy đó là nơi ở của chủ nhân biển máu. Hắn muốn đến đó, thế là Minh Khánh bay lên, xuyên qua những đám mây đỏ rực, bước vào một cái vòng tròn màu đỏ. Chính giữa cái vòng tròn đó có một tòa cung điện, Minh Khánh bước lên từng bậc thềm dài và rộng, sau hơn 100 cái bậc. Hắn đi tới trước cánh cửa to lớn của cung điện, hai cánh cửa dường như được làm bằng đá, vừa to vừa nặng. Minh Khánh đẩy nó ra. Bên trong là một không gian sạch sẽ và rộng rãi, khác hẳn với cảnh tượng bên ngoài. Minh Khánh bước chậm chậm trên tấm thảm đỏ, tiến đến trước ngai vàng. Ngồi bên trên là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Y mặc một bộ quần áo cũ kỹ, đi đôi giày rách, trái ngược với cái ngai vàng to lớn đẹp đẽ bên dưới. Y nhìn Minh Khánh, mỉm cười nói, chào mừng quý khách tới biển máu. Minh Khánh hỏi, ông là ai? Y cười, tôi là ai ư? Tôi là kẻ mà cậu đang cầm trên tay đấy. Minh Khánh nhìn xuống. Tuyệt Tử Tuyệt Tôn huyết chú ma kiếm bỗng xuất hiện trên tay hắn. Người đàn ông cười nói, tôi là ý chí, là linh hồn của nó. Thanh kiếm bỗng nhiên biến hóa, trở thành các hình dạng khác nhau, lúc thì mỏng manh sắc bén, khi thì to nặng cứng rắn. Cuối cùng thanh kiếm bay lên rồi rơi vào tay Oai. Minh Khánh hỏi, ông là vị đạo trưởng đã tạo nên thanh kiếm này? Người đàn ông lắc đầu, cậu nhầm rồi. Kẻ đó đã chết lâu lắm rồi, thậm chí còn từ trước khi thanh kiếm này ra đời. Tôi chỉ có giữ lại một phần ký ức của ông ta thôi. Minh Khánh lại hỏi, vậy ông từ đâu tới? Giống như cậu sinh ra đã có linh hồn. Lúc thanh kiếm sinh ra thì có tôi. Tôi hiểu rồi. 500 năm trước lúc vị đạo trưởng đó hiến tế linh hồn của mình, ông được tạo ra cùng với ký ức của người đó. Ông mang trong mình lòng thù hận của con người và khao khát hút máu của vua quỷ. Ông chính là lời nguyền đã nguyền rủa những người cầm thanh kiếm. Những kẻ nằm dưới biển máu kia là nạn nhân của cả ông và thanh kiếm, đúng không? Đúng vậy. Cậu rất thông minh. Thực ra thì tôi chẳng thù hận ai cả. Kiếm sinh ra là để giết người. Quỷ hút máu sinh ra là để uống máu. Giống như khi cậu đói, cậu phải ăn cơm. Nếu cậu không có cơm, cậu phải xin cha mẹ cho cậu ăn. Tôi cũng vậy. Kẻ tạo ra tôi đã cho tôi một cái dạ dày khổng lồ, nhưng chỉ nhét vào một chút cơm thừa canh cặn. Vì thế tôi phải tìm kiếm cha mẹ và thức ăn của tôi. Thế là ông dụ dỗ những người cầm kiếm, khiến cho bọn họ đi đâm con cái, cháu chắt của bọn họ, để thỏa mãn cơn đói của ông. Nghe thì có vẻ tà ác nhưng thực ra nó rất bình thường. Giống như cậu hàng ngày ăn thịt gà và trứng của nó. Gà không phải người. Cậu là người, cậu không sinh ra để làm nghề giết gà,
nhưng cậu vẫn giết, vẫn ăn thịt gà. Tôi là một thanh kiếm, tôi sinh ra là để giết người, vậy thì tôi uống máu có gì sai? Ông không phải là kiếm, ông là một con người. Người đàn ông đứng dậy, nhếch môi cười, khuôn mặt, tay chân của y bắt đầu vặn vẹo. Cái đầu bắt đầu co vào, biến thành một cái đầu lâu, cái cổ y dài ra biến thành chuôi kiếm, cả người y bắt đầu co lại, biến dẹt hóa thành lưỡi kiếm. Cuối cùng trước mặt Minh Khánh chỉ còn lại một thanh kiếm hết sức kỳ dị. Thanh kiếm cất giọng khàn khàn hỏi hắn, thế nào, bây giờ tôi vẫn là người chứ? Minh Khánh nhìn thanh kiếm hồi lâu rồi nói, ông là người. Hai con mắt trên cái đầu lâu bỗng đỏ rực lên. Thanh kiếm lại hỏi, tại sao? Minh Khánh nói, bởi vì tôi cảm thấy ông có lý trí, có khả năng suy nghĩ, ông có cảm tình, biết yêu, biết ghét, biết buồn phiền hoặc hạnh phúc, ông có ý muốn, có khao khát, cho nên với tôi ông là một con người. Thanh kiếm thẫn thờ mất một lúc rồi biến lại thành người. Ông ta nheo mắt ngắm Minh Khánh một cách hứng thú rồi hỏi hắn, vậy với con mèo đen thì sao? Cậu thấy nó có phải là người không? Bà Mún ư? Với tôi bà ấy không chỉ là người mà còn là một người bạn. Bà ấy tham ăn tham ngủ nhưng ông thấy đấy, bà ấy sẵn sàng cứu tôi lúc gặp nguy hiểm. Vậy còn kẻ đánh bay cậu lúc nãy thì sao? Cái gã Ngưu Khanh đại vương đó có phải người không? Tôi không biết. Minh Khánh suy nghĩ rồi đáp. Người đàn ông nói, cái gã Ngưu Khanh đại vương đó rất mạnh. Cậu đối đầu với hắn chỉ có đường chết mà thôi. Minh Khánh trả lời, tôi biết, nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi bỏ chạy, hai vị sư huynh của tôi sẽ chết. Người đàn ông lắc đầu nói, cậu không bỏ chạy, cả ba sẽ cùng chết. Thấy Minh Khánh ngạc nhiên, người đàn ông bèn vẫy tay, để tôi cho cậu xem tình hình bên ngoài. Trước mặt hai người hiện ra một cái gương lớn. Trong gương Minh Dũng Minh Long đang chiến đấu cực kỳ hăng hái. Minh Dũng đã sử dụng lệnh bài trưởng môn. Cứ mỗi lần gã hạ lệnh, lại có một đám âm binh xông lên đâm chém đối thủ. Ngưu Khanh đại vương hoàn toàn không để ý đến đám âm binh đó. Yêu khí trên người nó bốc lên ngùn ngụt tạo thành một lớp giáp khiến những đòn đánh của đám âm binh không làm nó bị thương một chút nào. Nó chỉ sợ hai đám bùa lửa của Minh Long. Lúc này vị sư huynh của Minh Khánh đang phùng mang trợn má đọc pháp chú, khiến cho từng tờ bùa lửa trên tay gã bay loạn. Con yêu mỗi lần dính vào đều bị bỏng rãy nãy lên. Minh Khánh hỏi người đàn ông, tôi thấy các vị sư huynh của tôi đang áp đảo con yêu quái cơ mà. Người đàn ông trả lời, bọn họ đang có lợi thế. Nhưng nếu bọn họ không có đòn sát thủ để làm con yêu bị thương nặng thì kẻ thua sẽ là bọn họ. Pháp lực và bùa chú là những thứ bị tiêu hao rất nhanh. Minh Khánh nhìn Minh Dũng Minh Long chảy mồ hôi nhễ nhại giữa đêm khuya cũng hiểu được tình thế đã trở nên khá nghiêm trọng. Hắn hỏi người đàn ông, vậy tôi có thể làm gì để giúp họ khi mà ông đưa tôi vào đây? Ông ta lắc đầu trả lời, lúc nãy đòn đánh của con yêu quái khiến cậu bị bất tỉnh, thậm chí sắp bỏ mạng. Linh hồn của cậu rời khỏi cơ thể nên tôi đưa cậu vào trong này. Người đàn ông nhìn Minh Khánh rất lâu mới nói, trong suốt mấy trăm năm, tôi có thể quyến rũ bất cứ kẻ nào một cách dễ dàng. Tôi cho họ sức mạnh, tuổi thọ và cả quyền lực nữa. Ai cũng nói bọn họ bị tôi mê hoặc, bị tôi nô lệ nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Tôi trả cho sự tự do của họ bằng một cái giá rất cao. Chỉ có cậu là có thể từ chối hết thảy. Nhưng hàng đêm cậu vẫn dùng máu của mình để làm giảm bớt cơn đói khủng khiếp của tôi. Cậu là người kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Chương 33, âm mưu. Minh Khánh nhíu mày hỏi, ông muốn nói gì? Người đàn ông trả lời, tôi muốn làm một cuộc mua bán. Tôi trao cho cậu một ngày sở hữu toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm, đổi lại tôi muốn một bát máu to của cậu. Thấy Minh Khánh suy nghĩ rất lâu, người đàn ông cười nham nhở, cậu băn khoăn vì giá quá rẻ sao? Đừng lo, tôi và cậu sẽ ký khế ước của linh hồn. Tôi sẽ không động tay động chân gì trong thời gian đó cả. Ngược lại tôi sẽ cho cậu thấy hết sức mạnh và quyền lực của thanh kiếm này. Tôi muốn cho cậu mê muội với sức mạnh đó và cậu sẽ cầu xin được làm một cuộc mua bán khác với tôi. Khi đó giá sẽ không rẻ như thế. Minh Khánh không đáp, ánh mắt nhìn đăm đăm vào trong chiếc gương. Hai vị sư huynh đã thấm mệt rồi. Bùa lửa cũng không còn chính xác như trước. Ngưu Khanh đại vương đang bắt đầu rút ngắn khoảng cách với hai người.
Minh Khánh cần phải giúp họ. Hắn hỏi người đàn ông, khế ước đâu? Người đàn ông cười ha hả, trên tay y xuất hiện một tờ giấy với những điều ước đỏ như máu. Minh Khánh cắn ngón tay cho chảy máu, rồi viết tên mình lên. Tờ giấy bỗng hóa thành một cái cầu vồng màu đỏ nối liền hai người với nhau. Người đàn ông hài lòng nói, được rồi, đến lúc cậu phải trở về. Hãy chiến đấu và cảm nhận sức mạnh mê hoặc từ thanh kiếm. Cậu chỉ có một ngày thôi đấy. Thế rồi Minh Khánh bay ra khỏi cung điện, xuyên qua những đám mây trở về một vùng tối tăm. Đôi mắt của hắn lại mù như trước khi đi vào thanh kiếm. Hắn đứng dậy, thanh kiếm trên tay hắn bỗng rực sáng như một ngọn lửa. Nó không rạng ngời như ánh sáng mặt trời, không ấm áp như lửa trong bếp mà đỏ sẫm một cách kỳ dị. Minh Khánh giơ thanh kiếm lên. Hắn cảm giác được mình đang cầm một quả núi lửa trên tay, sẵn sàng bùng phát bất cứ khi nào hắn muốn. Minh Khánh cảm nhận được dòng chảy sức mạnh trong cơ thể, hòa cùng một nhịp với sức mạnh của thanh kiếm. Hội tụ thành một con sóng lớn, ào ạt đổ ra bể. Minh Dũng và Minh Long cũng đã nhận ra sự có mặt của hắn. Hai người kêu, chạy thôi, chúng ta không đánh nổi người này đâu. Ngưu Khanh Đại Vương cười lên ha hả, muốn chạy thì đã muộn. Rồi y bất ngờ chui xuống đất, hẳn là y sử dụng phép độn thổ. Xuyên qua lòng đất, âm nhãn của Minh Khánh nhìn thấy một con kiến to như con bò đang đào đất. Mục tiêu của hắn là dưới chân đại sư huynh. Thì ra Ngưu Khanh Đại Vương là một con kiến thành tinh. Thảo nào y khỏe và chịu đòn giỏi đến thế. Minh Khánh không hề vội vã. Lần đầu tiên hắn tự tin về sức mạnh của mình đến thế. Hắn bước lững thững lại chỗ đại sư huynh. Minh Khánh và Minh Long đều nhận ra sự khác thường của hắn, lo lắng hỏi, sư đệ làm sao thế? Minh Khánh lắc lắc đầu. Ngưu Khanh Đại Vương chỉ còn cách mặt đất chỉ chừng 30 phân nữa thôi. Cái miệng nó há ra thật to, có vẻ nó muốn sơi tái cả ba anh em cùng một lúc. Và rồi Ngưu Khanh Đại Vương tung người lên, hai cái càng trên đầu của nó kẹp lấy cả Minh Khánh lẫn Minh Dũng. Tất cả chỉ có thế, Ngưu Khanh Đại Vương bỗng giãy lên đành đạch. Thanh kiếm của Minh Khánh đã đâm xuyên qua đầu nó từ bao giờ. Máu tươi trong người nó bắt đầu bị hút ào ào vào trong thanh kiếm. Sức mạnh của nó được chuyển một phần cho Minh Khánh. Hắn cảm thấy lớp da của mình bỗng trở nên rắn chắc. Sức mạnh và khả năng chịu đựng của cơ thể bỗng tăng lên đến 10 lần. Thì ra đây là quyền năng bá đạo nhất mà thanh kiếm dành cho người sử dụng nó. Đúng như người đàn ông bên trong thanh kiếm đã nói. Sức mạnh này quá đỗi mê hoặc. Chỉ sử dụng một lần sẽ tạo nên sự thèm khát được dùng thêm một lần nữa. Cứ thế con người không thể dứt ra được khỏi thanh kiếm. Minh Long, Minh Dũng thấy Ngưu Khanh Đại Vương đã chết thì ngồi xuống thở dốc. Bọn họ đã mệt mỏi vì chiến đấu cả đêm rồi. Bà Mun cũng đã trở về, khoanh tròn liếm láp vết thương. Một lúc sau, Minh Dũng mới hỏi, để đã bóc mở phong ấn của thanh kiếm ư? Minh Khánh lắc đầu nói, để chỉ thuê sức mạnh của nó một ngày. Đệ đã ký kết khế ước linh hồn rồi, huynh yên tâm. Minh Dũng gật đầu. Sư phụ và sư thúc cũng từng nói chỉ có đệ mới có thể khống chế nổi thanh kiếm này mà không bị nó mê hoặc. Sư huynh, sư phụ của đệ và sư bá đã nói thế sao? Đúng vậy, họ còn nói sư đệ rất thông minh, hơn nữa linh hồn lại thuần khiết cho nên tà ma ít có khả năng làm hại. Sư huynh, đệ nhớ sư phụ lắm, sau lần này mình về núi một chuyến đi. Không được. Nếu để chưa thể vượt qua được kiếp và mở thiên nhãn thì tôi sẽ không đồng ý đâu. Minh Dũng lắc đầu đáp, khuôn mặt gã trở nên đăm chiêu. Minh Khánh cũng thất vọng, cúi đầu im lặng. Lúc Minh Dũng Minh Long phục hồi thể lực xong thì trời cũng đã gần sáng. Ba anh em tiếp tục đi qua khu rừng. Bọn họ thường xuyên gặp được xác người. Trận chiến đêm qua hẳn là phe người tu đạo bị thiệt hại nặng. Đoàn quân ám già đã đánh một trận phục kích quá chuẩn xác và hiểm hóc. Hơn nữa sức mạnh của bọn họ đã lớn đến mức không ai có thể ngờ tới. Mãi tới khi gặp bá tường đạo trưởng dẫn theo Phùng Huy Huy Hoàng của phái Bạch Thành, Minh Khánh mới biết đêm qua có hơn 200 người của các môn phái ở phủ Lộ Bình An bị giết hại. Dòng họ Phạm ở đất Nam Lan cũng chết mất một người. Liên minh của người tu đạo đã ra lệnh cho những người sống sót tụ tập ở làng Mía, nơi mà đêm qua quỷ vương xuất hiện. Bọn họ bắt đầu sợ hãi đoàn quân ám dạ, e ngại những cuộc tập kích bất ngờ như thế. Không ai biết ở một căn hầm tối tăm cách làng Mía không xa, có một người đang nổi giận đùng đùng. Y là Nhiệt Kính Đại Vương, người xếp thứ tư trong 18 tầng địa ngục. Y gào thét trong bóng tối,
bọn mi là một lũ ăn hại, lần đầu tiên sau 200 năm, đoàn quân ám giả mới lại ra tay, quỷ vương không bắt được thì chớ, đến Ngưu Khanh đại vương cũng bị giết. Hàng ngày mấy người bọn mi ăn cái gì, cơm chứ có phải phân đâu. Trong bóng tối có mấy người đang quỳ, thân hình run lẩy bẩy. Bọn họ cảm nhận được sự xúc động và giận dữ của Nhiệt Kính đại vương. Lúc này từ bên tay trái Nhiệt Kính đại vương, có một giọng nữ vang lên, Nhiệt Kính, anh cũng đừng đổ hết lên đầu bọn họ. Nhiệt Kính đại vương gầm lên, Băng Sơn, cô đừng xen vào, đêm qua người đi cùng với Ngưu Khanh chính là cô. Cô cũng có một phần trách nhiệm, khi trở về ta sẽ báo cáo với đại vương tất cả. Giọng nữ lại vang lên đầy nhu hòa, tôi không hề nói là mình không có trách nhiệm. Anh là người chỉ huy, anh ra lệnh thì tôi phải chấp hành. Nhưng mà không chỉ Ngưu Khanh, anh cũng coi thường người tu đạo nốt. Hai đội quân chưa đủ 30 người đi phục kích mấy trăm người tu đạo. Lúc ra lệnh đấy, anh có não không? Thợ nuôi quỷ không phải là thần. Người tu đạo cũng có nhiều cá nhân xuất sắc, có thể đánh bại thợ nuôi quỷ dễ dàng. Xin anh nhớ cho điều đó. Nhiệt Kính đại vương im lặng một lúc lâu. Y đang suy nghĩ về những điều mà Băng Sơn đại vương vừa nói. Rồi y thở dài. Cô nói đúng. Lúc trở về ta sẽ nhận tội với đại vương. Bây giờ Ngưu Khanh chết rồi, chúng ta làm sao bắt được quỷ vương bây giờ? Băng Sơn đại vương trả lời, bây giờ chỉ còn tôi và anh. Chúng ta không đủ sức mạnh để bắt quỷ vương. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung sát thương người tu đạo. Giết một người, ít một người, nhất là đám thầy trừ tà. Nhiệt Kính đại vương hỏi, bây giờ muốn giết bọn họ cũng không phải dễ. Mấy tên mật thám vô dụng này đã tra được người tu đạo sắp hội quân ở làng Mía. Chúng ta nên làm sao đây? Băng Sơn đại vương cười, anh quên mất mấy gã dở người dở quỷ kia ư? Chúng ta sẽ quấy nước cho đục, để người tu đạo và thợ săn quỷ đánh lẫn nhau. Sau đó quay mũi giáo về bên nào là quyền của chúng ta. Chương 34, gặp gỡ. Đêm ngày 15 tháng 7, Hà Linh cùng 4 người nữa trong phái Thiên Niên đi đến làng Mía. Bọn họ là những người tìm đến chỗ quỷ vương trước tiên. Đó là một cái sân gạch rộng của một nhà giàu trong làng. Trên sân bày bàn thờ to, hương khói nghi ngút. Xung quanh bàn thờ là hàng trăm bát cháo, đĩa gạo đĩa muối bày vòng tròn. Đó là lần đầu tiên Hà Linh được nhìn thấy quỷ đói, không phải một, mà là hàng ngàn con, nối đuôi nhau vào hưởng đồ cúng. Nhưng linh hồn ấy là người mệnh bạc, vì nghiệp chướng mà chết oan, chết yểu, bất đắc kỳ tử hay bị nhục hình. Thì một điểm linh hồn bay phiêu diêu trên dương thế, không tài nào siêu độ được, cứ lập lờ khi tụ khi tản. Bọn họ bơ vơ trôi dạt, không biết đâu là bến là bờ. Những linh hồn đó vẫn còn nhớ rõ rệt cuộc sinh hoạt mình vừa trải, vẫn còn đầy dục vọng và tình cảm. Nhưng chỉ vì không có xác vật chất nên khó lòng diễn được dục vọng và tình cảm đó mà thôi. Mỗi khi có người lập bàn thờ cúng tế, là chúng lần mò cùng đến, để rồi hưởng lộc ăn cơm cúng. Hà Linh và 4 người nữa không biết làm sao cho phải. Bọn họ muốn tìm quỷ vương nhưng biết tìm đâu giữa một biển linh hồn thế này. Bọn họ không có mắt âm để nhìn chúng. Bọn họ chỉ có thể phân biệt chúng bằng cảm giác của người tu đạo. Tiếc thay điều đó là quá khó với bọn họ. Trong sân rộng mặc dù không có ai nhưng Hà Linh nhìn rất nhiều chiếc bóng chồng chất lên nhau. Đám quỷ đói cũng không làm phiền gì Hà Linh cả. Chúng chỉ xếp hàng, theo thứ tự vào hưởng chút cháo cúng. Bỗng nhiên Hà Linh thấy một vị sư huynh của cô bỗng ôm đầu gào lên thảm thiết. Y bỗng lảo đảo muốn ngã xuống. Mọi người vội vàng đỡ lấy y. Đột nhiên tất cả nhìn thấy đôi mắt của y bỗng trở nên xanh lét một cách kỳ dị. Hai tròng mắt của y sáng như mắt mèo, lại hiện lên những đường vân màu đen. Y bỗng cười lên một cách man rợ, rồi đưa tay lên cào mặt mình. Mọi người sợ hãi giữ chặt lấy tay oai. Đột nhiên y cúi đầu xuống, cắn vào cổ một người bên cạnh. Máu tươi phọt ra như một mạch nước ngầm trong lòng đất bị ai đó đào phải. Người bị cắn càng đẩy y ra thì y càng cắn chặt lấy cổ người đó. Trong đêm tối, chuyện xảy ra một cách bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng, cho đến khi một vị sư huynh của Hà Linh rút kiếm ra đâm vào bụng y. Y mới nhả người kia ra, miệng của y đầy máu và thịt của người bị cắn trông thật khủng khiếp. Y vươn hai tay nắm lấy thanh kiếm đang nằm trên bụng, rút nó ra. Thế rồi y vươn tay chém vào cổ một người khác, người đó ôm cổ ngã xuống.
y lại vung kiếm chém vào Hà Linh. Lúc này Hà Linh đã sợ lắm, người cô cứng đơ như một khúc gỗ, cô muốn tránh đường kiếm chậm gì này lắm nhưng cô không làm được. Nhất là lúc nhìn thấy ánh mắt xanh lạnh lẽo của y, ba hồn bảy vía của cô như muốn bay mất, tóc gáy của cô dựng đứng lên. Rồi bỗng nhiên có một bàn tay đẩy cô ngã xuống, đó là một vị sư huynh khác của cô. Hà Linh thấy đường kiếm lóe lên, bàn tay của người vừa cứu cô văng ra ngoài, máu tươi phun đầy lên mắt, lên mũi, lên miệng của cô. Cô thấy môi của mình mằn mặn. Thế rồi vị sư huynh vừa cứu cô đâm kiếm vào con mắt xanh lẻ đó, ánh sáng trong con mắt đó bỗng tắt ngấm. Nhưng người bị điên vẫn chưa chết, y vươn tay bóp cổ đối thủ, hai người vật lộn một lúc lâu rồi nằm im. Dường như cả hai cùng chết, Hà Linh vẫn nằm yên trên đất. Cô không thể hiểu, cũng không thể tưởng tượng tất cả mọi chuyện. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô vẫn dính đầy máu. Lúc này trên khoảnh sân rộng mênh mông, gió nổi lên bốn phía. Hà Linh dùng hai tay ôm lấy thân mình. Trời mùa hạ mà sao gió lạnh thế? Cô tự hỏi rồi đứng dậy như một người mất hồn. Cô chỉ muốn tránh xa cái khoảnh sân kỳ dị này. Cô bước đi qua cái vườn, đi xuyên qua hàng rào tre, gai và cành cây cào rách đôi má xinh đẹp. Cào rách áo, rách cả làn da nón nà của Hà Linh nhưng cô không hề để ý. Cô cứ đi xuyên qua vùng ánh sáng ảm đạm của mặt trăng bị che lấp. Cô đi xuyên qua cánh đồng rộng mênh mông, dẫm trên những bờ đất mấp mô. Không biết đi được bao lâu, Hà Linh chợt nhìn thấy một ngôi miếu. Mái của nó đã thủng lỗ chỗ, cánh cửa gỗ đã hỏng mất bản lề, đổ sụp xuống nằm xiên xiên ngay bên cửa. Hà Linh cảm thấy ngôi miếu này rất quen thuộc. Cô đẩy cánh cửa, rầm. Tiếng cánh cửa gỗ mục đổ xuống đất khiến Hà Linh giật mình. Cô sợ hãi quá, cô không hiểu tại sao mình lại đến đây. Cô nhìn trên người, quần áo thì rách nát, tay chân đầy vết cào. Hà Linh nhìn tiếp vào trong căn miếu tối om, cô vẫn nhận thấy bức tượng Phật mờ mờ ảo ảo nằm chính giữa phòng. Hà Linh hơi trấn tĩnh lại, cô bước tới gần bức tượng. Bức tượng chắc ở đây đã lâu lắm, sơn son thiếp vàng đã bong chóc sạch. Trên thân tượng cũng bị vỡ nhiều chỗ. Hà Linh quỳ xuống, cầu nguyện, con Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu xin được sám hội những tội lỗi sai trái nghiệp chướng mình đã tạo ra trong kiếp trước. Kiếp này con cầu xin Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, giúp con vượt qua tai ách. Khi trở về con nhất định sẽ ăn chay niệm Phật cảm tạ công ơn của Phật Tổ. Kỳ lạ thay, cô vừa cầu nguyện xong thì một cơn gió lạnh xuyên qua cửa sổ bay vào phòng. Hà Linh thấy một ánh sáng màu xanh lét lóe lên. Đó mà một ngọn đèn mỡ lợn. Rồi cô nhìn thấy một người nấp sau pho tượng. Đó là một thanh niên trẻ tuổi. Có cái mũi cao, đôi mắt sắc đượm một nỗi buồn man mác. Khuôn mặt của anh ta đẹp như thiên thần. Hà Linh nghĩ. Người thanh niên lắp bắp hỏi cô là ai? Tại sao lại đến đây? Nhìn dáng vẻ rúm gió của anh ta, Hà Linh buồn cười lắm. Cô trả lời, tôi là một người lỡ đường, xin anh cho tôi trọ ở đây đến sáng mai. Người thanh niên nhìn quần áo rách nát của Hà Linh rồi nói, hóa ra cô cũng là người có số khổ. Nhưng mà cô không nên ở đây, cô đi mau đi. Hà Linh ngạc nhiên lắm, hỏi anh ta, tại sao? Vì nơi đây là một cái tổ quỷ. Nếu cô không đi, lúc đám quỷ trở về chúng sẽ ăn thịt cô. Vậy còn anh không sợ chúng ăn thịt anh sao? Chúng dám ư? Tôi không ăn thịt chúng là phúc cho chúng lắm rồi, người thanh niên trả lời một cách cực kỳ ngạo nghễ. Hà Linh thấy dáng vẻ của gã như thế liền phì cười. Cô nheo mắt hỏi, nếu anh không sợ lũ quỷ, vậy thì mong anh giúp tôi. Chỉ cần đến sáng mai là tôi sẽ đi ngay. Không được, người thanh niên vẫn kiên quyết không đồng ý. Hà Linh tiến đến gần gã, nói, nếu anh không cho tôi một lý do chính đáng, thì tôi vẫn sẽ ở lại đây. Người thanh niên kêu lên, giọng gã lạc đi vì sợ hãi, cô đừng tới đây. Tôi là một con quỷ, tôi sẽ ăn thịt cô. Gã núp kín sau bức tượng Phật chỉ hé ra một mắt để nhìn Hà Linh. Hà Linh trêu anh ta, nếu anh là quỷ thì tôi sẽ là một quỷ nữ, anh mau ra đây đi. Người thanh niên kêu lên, tôi có sừng. Cô sợ chưa? Rồi gã ló đầu ra để lộ hai cái sừng. Hà Linh nhìn thấy hai cái sừng thì kinh ngạc lắm, hỏi lại, anh là quỷ thật à? Người thanh niên đồng ý, đúng đúng, cô mau đi đi. Nếu không đám đàn em của tôi trở về sẽ ăn thịt cô đấy.
Hà Linh trả lời, tôi không đi. Hôm nay tôi chịu đựng quá đủ rồi. Nếu tôi bị quỷ ăn thịt thì đó là do nhân quả từ kiếp trước. Kiếp này tôi phải trả đủ. Nói rồi cô ngồi xuống bên cạnh bức tượng. Người đàn ông kêu lên đầy sợ hãi. Cô tránh ra. Ai cho cô ngồi lên ngai vàng của tôi? Hà Linh ngạc nhiên lắm. Hỏi gã, ngai vàng ở đâu? Người thanh niên tức giận trả lời, chỗ cô đang ngồi chứ đâu? Hà Linh nhìn xuống. Chỉ là mấy kiếng gạch vỡ chồng lên nhau khá vuông vắn. Làm gì có ngai vàng nào? Cô chỉ có thể thốt lên một tiếng. Đám quỷ các anh thật nghèo. Người thanh niên tức lắm. Đáp, quỷ đương nhiên là nghèo rồi. Bọn tôi làm gì được tiêu tiền như ở trên dương thế đâu. Nói rồi gã liền năn nỉ cô. Tôi xin cô đấy. Cô đi dùm chỗ khác được không? Bọn quỷ đáng em của tôi về thấy cô ngồi trên ngai vàng thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Chương 35, gặp gỡ, tiếp. Hà Linh thấy tội nghiệp con quỷ quá. Cô mới nói, hôm nay tôi gặp nhiều chuyện kinh khủng lắm. Tôi không dám đi đêm một mình. Nếu anh muốn tôi không ở đây thì anh phải đưa tiễn tôi đến một nơi có người. Con quỷ đồng ý ngay. Thế là nó đi trước, Hà Linh đi sau. Hai người luôn giữ một khoảng cách chừng 3 thước. Con quỷ nói đây là giới hạn cuối cùng của nó. Nếu cô lại gần hơn thì nó sẽ chạy mất. Cứ thế hai người đi xuyên qua cánh đồng vào một ngôi làng khác. Trái ngược với làng mía, nơi đây đã đóng cửa tắt đèn hết. Trong làng không có một tí ánh sáng nào. Thậm chí đến tiếng chó sủa cũng chẳng thấy. Hà Linh thấy rờn rợn. Cô hỏi con quỷ, anh không đưa tôi vào làm mồi cho đám quỷ đáng em của anh đấy chứ? Con quỷ trả lời, bọn chúng đi làng mía hết rồi còn đâu. Cô cứ yên tâm đi. Vào đến trong làng, con quỷ đột nhiên dừng bước. Hà Linh hỏi, có chuyện gì vậy? Con quỷ trả lời, làng này có quỷ. Hà Linh bật cười, đương nhiên, anh chẳng phải là một con sao? Con quỷ tức tối đáp, đừng so sánh tôi với đám quỷ tầm thường đó. Hà Linh hỏi, chẳng lẽ trong làng còn có những con quỷ khác? Con quỷ trả lời, kỳ lạ thật, sao nơi này nhiều quỷ thế mà tôi không biết nhỉ? Nói rồi, nó bảo Hà Linh, đi theo tôi. Đi vào trong làng, Hà Linh cảm giác được âm khí bốc lên nghi ngút. Cô rón rén bước theo con quỷ, hàng tre bên đường rì rào làm Hà Linh giật nảy mình. Cô ngoái lại sau xem có ai đi theo mình không? Con quỷ bảo cô, đừng có ngoái lại, chúng đang đi theo chúng ta đấy. Hà Linh thấy ớn lạnh, cô vội vàng tiến sát con quỷ dãy nảy lên như đỉa phải vôi, tránh xa tôi ra. Hà Linh run rẩy bảo nó, nhưng mà tôi sợ lắm. Con quỷ gắt, sợ cũng phải tránh. 3 thước, nhớ kỹ chưa? Hà Linh lúc này đã cảm nhận được phía sau có 5-6 con ma đang đi theo. Cô năn nỉ con quỷ, anh đuổi chúng đi được không? Con quỷ do dự một lát rồi đáp, nếu đuổi chúng đi thì tôi sẽ chẳng có dấu vết để lần theo kẻ đang điều khiển chúng nữa. Rồi dường như nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Hà Linh, con quỷ đồng ý. Mọi chuyện sau đó diễn ra còn nhanh hơn cả Hà Linh có thể tưởng tượng. Con quỷ đi ngược về sau, lẩm nhẩm đọc thần chú, quỷ vương hô biến, hiện ra kèo đường. Thế là đám hồn ma trăng trắng sau lưng cô bỗng hóa thành một đám kẹo. Sau đó tự động bay vào miệng con quỷ. Con quỷ chép miệng một cái nói, mấy trăm năm rồi tôi mới được ăn kèo đấy. Hà Linh há hốc miệng, con quỷ này bắt ma còn nhanh và gọn hơn những thầy trừ tà xuất sắc nhất. Pháp thuật của nó cũng thật kỳ quái. Trước giờ Hà Linh chưa từng thấy ai biến ma thành kèo đường cả. Con quỷ tiếp tục dẫn Hà Linh vào trong làng. Nó đi đến cuối xóm. Nơi đấy có một căn lợp ngói khá đẹp. Mái nhà vẫn còn tươi chứng tỏ chủ nhân nó lợp cách đây không lâu. Con quỷ đi xuyên qua cánh cổng. Còn Hà Linh cô quên mất mình không thể đi xuyên nên húc đầu cái cột vào đó. Sau đó cô tức tối nhảy qua hàng rào. Hà Linh bực dọc gọi con quỷ, này chờ tôi với. Con quỷ đưa tay lên miệng, xuyệt một cái ra dấu cho cô im lặng. Rồi nó tiến vào trong nhà. Con quỷ vừa đến trước cửa thì Hà Linh bỗng thấy có một cái bóng từ trong nhà lao ra. Đó là một con quỷ khác trong hình dạng con rơi. Nó há miệng to như cái bát tô, bên trong đỏ lòm lòm. Con quỷ chẳng nói chẳng rằng tống luôn một cú đấm vào cái miệng đang mở ra đó. Con quỷ rơi kêu lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất. Lúc này cánh cửa mở ra. Bên trong có một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi ra. Cô mặc một bộ đồ màu đỏ, mái tóc búi gọn sau gáy. Cô có làn da trắng non như sữa dê và đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm.
cô bước tới gần con quỷ, lời nói của cô thật dịu dàng, chàng là ai? Sao đang đêm lại vào nhà của thiếp? Con quỷ không nói gì, chỉ lừ mắt nhìn cô gái. Cô gái tiếp tục lại gần, tại sao chàng không nói gì? Chàng ngượng à? Lúc này cô gái đã đến gần con quỷ lắm rồi. Hà Linh định nhắc nhở cô gái đấy là một con quỷ thì cô gái đã hỏi, sao chàng lại có sừng? Chàng là người hay quỷ? Thế rồi đột nhiên cái cổ của cô gái bỗng dài ra như một con rắn, quấn quanh người con quỷ mấy vòng. Hà Linh giật mình đánh thót, muốn kêu lên mà tiếng của cô cứ lí dí trong cổ họng. Cô gái quấn chặt con quỷ xong mới thè lưỡi liếm láp khuôn mặt kẻ bị bắt. Ôi chao, sao có anh chàng nào mà đẹp trai thế này? Con quỷ cũng không nao núng, bình tĩnh hỏi lại, cô là loài quỷ cổ rắn sao? Cô gái cười khanh khách, đúng thế. Còn anh là quỷ có sừng sao? Tôi chưa từng được ăn loại quỷ có sừng bao giờ. Con quỷ thản nhiên trả lời, dùng cái cổ làm vũ khí chiến đấu. Cô không sợ mình chết sớm sao? Cô gái cười to hơn, bất kỳ thứ gì cũng không thể làm bị thương cái cổ của tôi. Tại sao tôi phải sợ? Con quỷ hỏi, thật sao? Đương nhiên. Vậy chấm phải thử mới được. Con quỷ bỗng nhiên thốt ra mấy tiếng đầy quyền uy như thế. Nói rồi nó vung tay, đọc thần chú, quỷ vương hô biến, ma đao xuất hiện. Thế rồi gió bắt đầu thổi vù vù. Phía đất dưới chân con quỷ đứng bỗng sôi lên sùng sục như nước bị đun nóng. Thế rồi một đám xương khô nổi lên từ đám đát nổi bọt đó. Sau cùng một thanh đao dài bắt đầu trồi lên. Con quỷ nắm lấy thanh đao, hai con mắt kỳ dị màu tím trên lưỡi đao mở ra. Lúc này trong nhà có người hô lên, Duyên, mau tránh ra. Nhưng hết thảy đã quá muộn, thanh đao của quỷ vương đã chém ngang cổ cô gái. Không có cảnh máu chảy đầu rơi như Hà Linh tưởng tượng, cô gái chỉ bi thảm kêu lên một tiếng, rồi từ trong hai mắt của cô, máu bắt đầu chảy dài trên gò má. Cô nói, công tử Lê Tấn, thiếp không thể hầu hạ chàng nữa rồi. Thế rồi bóng hình cô mờ dần rồi mất hút vào hư không. Không, có một người từ trong nhà chạy ra. Đó là một chàng trai trẻ mặc trên người bộ quần áo ngủ khá sạch sẽ. Khuôn mặt của y hiện lên vẻ đau thương. Y nhìn chằm chằm vào quỷ vương và Hà Linh nói rất nghiêm túc, các người sẽ phải trả giá. Quỷ vương có vẻ không đếm xỉa gì đến lời đe dọa của oai, nó chỉ lùi xa chàng trai thêm một đoạn rồi hỏi, quỷ trong làng là do mi nuôi ư? Chàng trai trẻ gật đầu, đúng vậy, bọn họ là bạn bè của ta. Ta nhất định sẽ trả thù cho bọn họ. Hà Linh chợt xen vào, anh là thợ nuôi quỷ phải không? Chàng trai đáp, đúng thế. Rồi y kêu gọi, hỡi những người bạn của ta, đã đến lúc phải cho bọn chúng biết tay rồi. Xung quanh Hà Linh và quỷ vương bỗng hiện lên một đám bóng người mờ mờ ảo ảo. Bọn họ cùng hô lên, công tử Lê Tấn, bọn tôi có mặt. Hà Linh biết mình bị vây lại rồi, cô liền rút kiếm ra phòng thân. Thấy quỷ vương vẫn cầm thanh đao màu tím đứng yên lặng, Hà Linh nhắc nó, này anh, chúng ta bị bao vây rồi. Quỷ vương cười khẩy, bọn nhái nhép này có thể làm gì nổi chẫm. Người thanh niên được gọi là Lê Tấn cũng không vội vã làm cho đám ma quỷ tấn công hai kẻ lạ mặt. Y bắt đầu niệm chú, xung quanh sân, nhiệt độ bắt đầu giảm một cách đột ngột. Hà Linh thấy rét thấu xương. Thậm chí cô cảm giác được hơi thở của mình cũng sắp bị đóng băng. Tiếp đó, xung quanh Hà Linh bỗng tối đen như mực. Bóng tối đen ngòm như một tấm màn phủ kín lên người cô. Có một cái gì rất kỳ lạ che lấp cả thị giác lẫn cảm giác của Hà Linh. Cô tự hỏi đây là cái gì thần chú mà lợi hại đến thế. Quỷ vương lúc này mở miệng khen, mi thật có tài. Đến cả những pháp môn bí truyền như lạnh lẽo tuyệt đối và bóng đêm kinh hoàng đều có thể sử dụng. Người thanh niên cũng không đáp lại. Vẫn tiếp tục niệm chú. Bỗng nhiên, đám ma quỷ xung quanh đều trở nên hồng hào và chân thật hơn. Chúng điên cuồng nhảy múa, lăm le muốn xông vào cắn xé Hà Linh và quỷ vương thành từng mảnh nhỏ. Quỷ vương lại nói, ồ thậm chí cả thuật kích thích quỷ hồn mi cũng biết sao. Chương 36, con mồi và thợ săn. Kích thích quỷ hồn hay còn được gọi dưới một cái tên mỹ miều hơn là vũ điệu quỷ, là một loại tà thuật bắt nguồn từ phía Tây. Nó xuất hiện ở phủ Lộ Bình An lần đầu tiên cách đây khoảng 500 năm. Khi đó có một vị thầy nuôi quỷ đã vượt núi cao và rừng sâu để tìm kiếm những loại quỷ hồn hùng mạnh nhất.
nhưng cuối cùng thứ ông ta mang về lại là một vài loại tà thuật có thể tăng cường sức mạnh quỷ hồn. Mấy trăm năm sau, bí thuật của ông ta vẫn được truyền lưu rộng rãi trong giới thợ nuôi quỷ nhờ tính thực dụng của nó. Vũ điệu quỷ là một trong những bí thuật khó học nhất. Người thanh niên gọi Lê Tấn cũng không trả lời con quỷ, chỉ quát lớn một tiếng, giết. Đám quỷ hồn nghe được lệnh, ào ào lao vào Hà Linh và con quỷ, bởi vì chúng phải chú thuật của Lê Tấn. Hà Linh chẳng thể thấy được gì, cô chỉ cảm giác từng luồng gió lạnh cứ xoáy vào mình mang theo hơi thở tanh tưởi của âm hồn. Cô thậm chí còn không biết lúc nào đám quỷ sẽ xâm chiếm cô, hoặc xé xác cô ra. Lúc này cô chỉ biết ôm hai vai run rẩy. Lúc này cô chợt nghe giọng của quỷ vương vang lên, quỷ vương có lệnh, gọi về 3000 đêm tối. Rồi cô lại thấy được thanh đao trong tay quỷ vương sáng lên một màu tím kỳ dị. Đôi mắt trên chuôi đao mở to, xung quanh Hà Linh, từng cái âm hồn bắt đầu hiện ra. Sau đó chúng bị những tia sáng màu tím từ thanh đao chiếu vào. Những tia sáng ấy hóa thành những cái lồng hình trụ nhốt đám âm hồn lại. Khuôn mặt của Lê Tấn hiện lên vẻ sợ hãi. Gã đã đoán được con quỷ đẹp trai có hai cái sừng là ai. Chỉ có quỷ vương mới có thể dễ dàng loại bỏ đám quỷ mà gã nuôi. Lúc này chúng đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với gã. Lê Tấn không thể điều khiển bất cứ một con nào. Với một thợ nuôi quỷ, một khi không còn đám quỷ tay sai, sức mạnh của bọn họ cũng chả khác người bình thường là mấy. Quỷ vương lại vung đao lên. Quỷ vương có lệnh, gọi về ngọn lửa địa ngục. Đất dưới chân bọn họ đỏ lên rồi sôi lên sùng sục. Lê Tấn lùi lại một bước, gã sợ bị ngọn lửa lan đến. Ai ngờ ngọn lửa cũng không tấn công ai cả, nó chỉ đốt sạch sẽ đám âm hồn trong lồng. Chúng kêu lên thảm thiết, vùng vẫy, cựa quậy nhưng chẳng ai có thể giúp chúng. Cuối cùng đám âm hồn bị cháy rụi, đến một hạt bụi cũng chẳng còn vương lại dương gian. Quỷ vương bước đến trước mặt Lê Tấn, thanh đao trong tay nó vung lên. Hà Linh kêu lên, đừng giết hắn. Quỷ vương hỏi, tại sao? Lúc nãy tuy hắn cố ý muốn giết chúng ta, nhưng chúng ta còn sống. Chúng ta tha mạng cho hắn đi. Với lại giết người xong anh không sợ bị quả báo sao? Nếu có thể giải phóng hết những linh hồn bị nô lệ, tôi chấp nhận chịu đựng hết thảy quả báo. Thanh đao trên tay quỷ vương chém xuống. Bỗng nhiên một tia sét lóe lên bay thẳng vào người quỷ vương. Quỷ vương buộc phải đưa thanh đao lên ngăn cản. Khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó giật giật, nhăn nhó trông thật đáng sợ. Có vẻ tia sét khiến nó đau đớn lắm. Quỷ vương gào lên, kẻ nào dám đánh lén chẫm. Hà Linh nhìn ra phía sau. Trên cành cây bên hàng rào, có một nam một nữ đang đứng. Cô gái nhảy xuống đất tiến gần về phía quỷ vương. Trông cô còn trẻ lắm, mái tóc đen dài cuộn sau gáy, làn da trắng nõn nà với đôi mắt được che kín bằng một miếng vải mỏng. Bộ quần áo đen bó sát người để lộ ra một thân hình gợi cảm. Cô tháo chiếc áo choàng màu đỏ sẫm sau người xuống, để lộ ra một chiếc nỏ lớn. Quỷ vương nhìn cây nỏ trên tay cô bỗng sợ hãi thốt lên, nỏ thần kim quy. Đó là một thanh nỏ trong truyền thuyết. Hà Linh cũng tưởng nó không có thật cho đến hôm nay. Cô nhìn cây nỏ một cách chăm chú, thoạt trông cũng bình thường. Cũng có thân và hai cánh như bao cây nỏ khác. Ngoài việc hai cánh nỏ hơi dày hơn bình thường, thứ khiến người ta nhận ra nó là ánh sáng màu vàng kim lập lòe phát ra từ trên thân. Trong truyền thuyết, cõi đất Âu Lạc ngày xưa có một ông vua tên là An Dương Vương. Vua An Dương Vương lại là người chăm lo việc triều chính. Từ khi bờ cõi mở rộng, vua nghĩ đến việc xây dựng và phòng thủ đất nước. Phải có một tòa thành kiên cố thì mới giữ được giang sơn xã tắc lâu dài. Nghĩ vậy, vua sai người đi chọn đất đặt kinh đô và ra lệnh cho đinh tráng cả nước phải lần lượt về phục dịch việc xây thành. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên là thành hễ xây lên cao quá đầu người, thì chỉ trong một đêm tự nhiên đổ sụt. Xây đi xây lại đã mươi bật, lớp dân phu này về có lớp khác đến, ấy thế mà thành vẫn không xong. Chắc là do trời làm. Vua nghe lời các quan, bèn sai lập đàn rồi tự mình trai giới cầu cúng. Sau mấy ngày đêm, một buổi sáng bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đạo bào từ biển đi vào báo cho vua biết là sẽ có thần Kim Quy là sứ giả của thần Thanh Giang đến giúp vua xây thành. Quả nhiên sáng hôm sau, trong khi mọi người chầu trực ở cửa đông thì trên mặt nước, thần bỗng xuất hiện dưới dạng mạo của một con rùa vàng to lớn rực rỡ. Đặt chân lên đất, rùa liền tự xưng là sứ giả Thanh Giang. Thị vệ đã trực sẵn bèn đem đến một mâm vàng cho rùa trèo lên.
gặp vua, thần Kim Quy cho biết. Thành sở di xây lên đổ xuống là vì có nhiều yêu quái phá phách, chúng nó biến hóa thiên hình vạn trạng. Thấy nhà vua có lòng thành, tôi sẽ vì nhà vua tìm cách diệt trừ. Chẳng bao lâu nhờ phép thần thông của thần Kim Quy, yêu quái bị tiêu diệt không còn một mống. Thần còn ngày đêm bảo cách cho nhà vua xây thành. Để bảo vệ hoàng cung, thành được đắp nhiều lớp vòng quanh theo lối chôn ốc chưa đâu có. Vì thế người ta gọi là loa thành, thành ốc. Kẻ địch dù có vượt qua cửa thành này cũng phải trả giá đắt nếu muốn lọt vào tận cung vua. Chỉ trong vòng nửa tháng, tòa thành đồ sộ xây xong, vua An Dương Vương mừng rỡ, đãi thần rất mực cung kính. Trước khi thần từ biệt ra về, vua nói, cảm tạ thần linh đã giúp cho việc diệt trừ yêu quái, xây xong tòa thành vững vàng này, dân Âu Lạc đời đời không dám quên ơn. Nhưng một mai nếu có giặc ngoài đến vây đánh thì lấy gì mà chống? Thần Kim Quy bèn rút một cái vuốt của mình trao cho vua và nói, ta biếu nhà vua cái này, dùng nó làm lấy nỏ thì không còn lo gì nữa. Thấy vua vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến, thần lại dặn tiếp, nếu một mai có việc gì cần, thì cứ gọi sứ giả Thanh Giang 3 lần, ta sẽ đến giúp. Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển. Vua An Dương Vương đưa vuốt cho viên tướng Cao Lỗ, bảo làm lấy nỏ như lời dặn của thần. Nỏ làm xong, mỗi một phát bắn hàng ngàn mũi tên tua tủa bay vút ra. Kẻ địch dù đông cũng khó lòng sống sót. Hồi bấy giờ, ở phía Bắc Âu Lạc có nước Nam Việt của Triệu Đà là một nước cường thịnh. Kệ có đất rộng, dân đông, lại thiện chiến, Triệu Đà mấy lần kéo quân sang đánh, nhưng mỗi lần vượt coi là một lần chuốc lấy thất bại. Bên này An Dương Vương sai đem nỏ thần ra bắn. Mỗi phát bắn ra, tên bay rào rào, quân Nam Việt chết như dạ, thấy nhiều phen bị thiệt hại nặng nề. Triệu Đà đành phải gác chuyện can qua, tuy vậy hắn vẫn còn căm tức, ngày đêm chủ mưu tính kế để chiếm cho được Âu Lạc mới thỏa dạ. Sau này Triệu Đà cho trai là Trọng Thủy gửi rể vào đất Âu Lạc, đánh cháo lấy nỏ cuối cùng khiến cho thanh nỏ thần trở nên vô dụng. Triệu Đà xua quân đánh chiếm Âu Lạc, vua An Dương Vương chém con gái xong nhảy xuống biển. Thanh nỏ thần mất lấy cũng lưu lạc trong dân gian từ đó. Mãi đến sau này, người tu đạo mới phát hiện ra nỏ thần Kim Quy nằm trong tay một dòng họ làm nghề thợ săn quỷ. Mất đi chiếc lẫy, sức mạnh của cây nỏ giảm nhiều. Nhưng với yêu ma quỷ quái, nó vẫn còn là một thứ vũ khí gặp con nào giết con đấy. Quỷ vương cũng sợ hãi lắm. Bản năng của quỷ khiến nó cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong cây nỏ. Cô gái trước mặt bỗng gỡ miếng vải che mắt, để lộ ra đôi mắt đỏ quạch. Cô thì thầm mấy tiếng, nhập quỷ. Thế rồi mọi người nhìn thấy từ trong người cô, một con quỷ chui ra. Đó là một con quỷ xấu xí bé tí tẹo. Nó đội một chiến mũ rộng vành, khoác một bộ quần áo lễ hội. Nó ngồi lên trên vai cô gái, hỏi cô muốn mượn sức mạnh của tôi. Cô gái trả lời, đúng thế. Quỷ vương đã ở trước mặt, ông không muốn ăn nó hay sao? Con quỷ một mắt nhìn quỷ vương xong liếm môi nói, ồ con hàng này thật ngon. Được, tôi sẽ cho cô mượn. Nói rồi nó hóa thành một con mắt, bay vào giữa trán cô gái. Quỷ vương không dám để cho cô gái hợp thể với quỷ. Nó vung đao lên chém vào cô gái. Đột nhiên từ phía sau lại có một tia sét bay ra khiến nó phải giơ đao lên đỡ. Quỷ vương căm tức nhìn người thanh niên đứng phía sau. Người đó bước lại gần, rút kiếm ra nói, ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nàng. Kể cả quỷ vương cũng vậy. Lúc này con mắt thứ ba trên trán cô gái cũng mở ra. Cô gái quát, không cần anh lo. Thế rồi cô cầm cây nỏ nhắm vào quỷ vương. Cô nói, mũi tên vô hình, thế rồi kéo lấy một cái. Ầm, quỷ vương bị văng ra một đoạn. Trước ngực nó thủng một cái lỗ tròn tròn cỡ viên bi. Quỷ vương sửng sốt nhìn vào ngực mình, nó căm tức hô lên, quỷ vương có lệnh. Gọi về 3000 đêm tối, đôi mắt màu tím trên thanh đao lại mở ra, vô số những tia sáng màu tím lại bắn ra hướng về phía hai người trước mặt. Người thanh niên vung kiếm lên, sấm sét hộ thể. Thế rồi từ lưỡi kiếm một vùng ánh sáng màu bạc tỏa ra, tạo thành một vòng tròn bao lấy gã. Những tia sáng màu tím đụng vào màn chắn đó lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cô gái ứng đối còn kỳ quái hơn. Cô bay nhảy lộn nhào, né qua tất cả những tia sáng bay về phía mình. Hơn thế trong lúc né tránh, cây nỏ của cô lại bắn ra một phát. Ầm, quỷ vương bị mũi tên đánh bay ra mấy thước. Trên ngực nó lại thủng thêm một lỗ.
đặc biệt hơn với một sinh vật không có thân thể như của quỷ vương, vết thương lại đang rỉ máu. Quỷ vương đau đớn gào lên. Đau quá đau quá. A a a. Rồi nó lại hô, quỷ vương có lệnh, gọi về, dầm. Quỷ vương chưa đọc thần chú xong lại trúng một mũi tên nữa. Nó văng vào tường, ôm ngực vừa lăn lộn vừa rên rỉ. Ba người trên sân há hốc miệng nhìn nó. Quỷ vương đang khóc dầm dứt. Hai trèo ơi là hai trèo. Sao số mi bất hạnh đến thế? Làm người cũng bị người ta bắt nạt, làm quỷ thì bị người ta chém giết. Kiếp trước mi ăn ở thế nào mà kiếp này mi khổ thế? Cô gái ba mắt giơ nỏ lên định nhắm vào quỷ vương thì người thanh niên giữ lấy tay cô, đưa mắt bảo cô khoan đã. Lúc này đôi mắt thứ ba của cô bỗng đóng lại rồi biến mất. Con quỷ một mắt bé tí lại nhảy lên trên vai cô. Một tay nó cầm con dao, một tay nó cầm đôi đũa, hào hứng nói, cô mi, tôi ăn nó được chứ? Cô gái tên mi chưa kịp gật đầu thì thấy quỷ vương hô lên, quỷ vương có lệnh, gọi về cánh cửa địa ngục. Thế là từ trước mặt ba người mọc lên một cánh cửa vòm bằng đá, xung quanh khung cửa gai góc là vô số những tia lửa xanh nhảy nhót. Con quỷ một mắt trên vai cô gái kêu lên, mau bắt lấy nó, mau bắt lấy nó sắp chạy rồi. Cô gái tên mi tiến lên nhưng chậm hơn quỷ vương một bước. Nó lao cả thân hình vào trong cánh cửa. Cánh cửa đóng sầm lại rồi biến mất. Chương 37, một ngày yên bình. Thấy quỷ vương biến mất, cô gái tên mi dẫm chân nói, tất cả là tai anh đấy. Nếu anh không ngăn cản, tôi đã tóm được quỷ vương rồi. Người thanh niên gái gái đầu không biết nói gì. Lúc này Hà Linh mới phát hiện ra gã thợ nuôi quỷ tên Lê Tấn cũng đã chuồn từ lúc nào. Cô hỏi, hai người là thợ săn quỷ à? Cô gái tên mi trả lời, có mỗi mình tôi thôi, anh ta là người tu đạo, không liên quan gì đến thợ săn quỷ cả. Cô ở môn phái nào? Tôi ở phái Thiên Niên. Rồi Hà Linh kể cho hai người nghe câu chuyện tối nay. Cô gái tên mi nhíu mày nói, xem ra sư huynh cô bị quỷ nhập. Đêm Vu Lan quỷ đến rất gần với con người. Mặc dù linh hồn người tu đạo mạnh hơn người thường nhưng với những người trong lòng không trong sáng, có nhiều dục vọng và ý nghĩ xấu, sẽ thường bị quỷ nhập vào. Hà Linh gật đầu. Người thanh niên bổ sung, lúc sau vì cô quá sợ hãi nên cũng bị quỷ nhập vào. May thay trong lòng cô không có tà niệm nên nó chỉ có thể dẫn đường cho cô tới ngôi miếu đó. Hà Linh ngạc nhiên hỏi lại, ý anh là con quỷ đó muốn tôi gặp quỷ vương? Người thanh niên gật đầu đồng ý. Có thể đó là một con quỷ dưới trướng, muốn dâng lễ vật cho quỷ vương. Đêm nay bữa tiệc của quỷ vương ở làng mía bị người tu đạo phá mất. Bọn tôi đoán nó sẽ còn nấp quanh đây chờ cơ hội nên đi vào làng này. Không ngờ được gặp quỷ vương thật. Cô gái tên mi cáu lắm bảo, anh cũng là người tu đạo, không liên quan đến tôi. Người thanh niên cười, ừ, không liên quan. Không liên quan. Hà Linh hỏi, bây giờ hai người định đi đâu? Cô gái tên mi nói, trời sắp sáng rồi, tôi phải đi kiếm chỗ ngủ đã. Nói rồi cô bỏ đi. Người thanh niên và Hà Linh đi theo cô. Dọc đường Hà Linh mới biết người thanh niên tên là Như Phong. Cha của anh từng là tộc trưởng của dòng họ Nguyễn Đất Gia Tĩnh. Đó là một dòng họ tu đạo nổi tiếng ở trấn Thanh Đô. Trong một lần đi bắt quỷ, cha của anh gặp một thợ săn cực kỳ tài giỏi. Người đó đã cứu mạng ông nhiều lần. Sau này, người đó gửi đứa con gái mồ côi mẹ cho ông, nhờ ông nuôi dưỡng. Đó chính là Mi. Mi được gia đình của Như Phong chăm lo bao bọc cho đến năm cô 10 tuổi. Đó là năm cha của cô mới trở về. Ông bị thương nặng do đánh nhau với người tu đạo, muốn gặp con gái lần cuối. Hai cha con mua một mảnh đấy gần đấy, sống với nhau. Hai năm sau cha Mi mất, cô sống yên lặng trong căn nhà cha để lại. Như Phong từng khuyên cô nhiều lần nhưng Mi không trở lại với gia đình anh. Và rồi năm Mi 15 tuổi, Như Phong mới phát hiện ra Mi trở thành thợ săn quỷ từ bao giờ. Sau này mỗi khi Mi đi bắt quỷ, Như Phong cũng léo đéo đi theo. Lúc đầu cô cũng dở đủ chờ để cắt đuôi anh. Nhưng không được. Cuối cùng hai người trở thành một cặp bắt quỷ nổi tiếng hai trấn Thanh Đô và Vọng Giang. Cô gái tên Mi lúc này mới dừng lại hỏi, anh còn định kể chuyện của tôi cho bất cứ ai anh gặp mới hài lòng sao? Như Phong giật mình nói, không dám. Từ sau tôi không dám nữa. Cô gái tên Mi lườm anh một cái mới đi tiếp. Hà Linh bật cười, anh có vẻ thích cô ấy. Như Phong vội vã che miệng của cô, nói nhỏ thôi.
nếu cô ấy nghe thấy lại nổi điên lên bây giờ. Rồi anh nói, tôi giống với mi, cũng mồ côi mẹ từ bé. Cha tôi lại suốt ngày đi bắt quỷ, bỏ tôi ở nhà một mình. Từ ngày có mi đến tôi vui lắm. Tôi có thêm một đứa em gái, một người bạn, một người thân bên cạnh. Cô không hiểu được cái cảm giác thoát khỏi nỗi cô độc nó hạnh phúc đến thế nào đâu. Mặt trời lên đến đỉnh đầu Minh Khánh mới tỉnh dậy. Hôm qua là một ngày quá mệt mỏi đối với hắn. Tuy người tu đạo có thể thức cả tháng không cần ngủ nhưng nghỉ ngơi cũng mang lại nhiều điều tốt. Chẳng hạn như dễ dàng khôi phục thể lực và tinh thần, khiến đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Minh Khánh ngồi dậy. Bên cạnh, bà Moon vẫn khoanh tròn trên chăn ngủ ngon lành. Minh Khánh vuốt vuốt cái bụng béo của bà Moon rồi xuống giường đi ra ngoài. Ánh mặt trời ban trưa cũng không làm hắn chói mắt. Trước sân hai vị sư huynh đang luyện kiếm. Kiếm pháp là một môn không bắt buộc đối với thầy trừ tà. Phái Phổ Linh cũng có một bộ kiếm pháp bí truyền nhưng để rèn luyện sức khỏe và khả năng phản ứng là chính. Có lẽ con yêu quái đêm qua khiến hai người cảm giác không an toàn. Minh Khánh chào hai vị sư huynh rồi mò mẫm ra giếng múc nước. Hắn dội một gáo nước lên đầu, nước tung tóe lên lưng lên cổ, mát lạnh. Trưa hôm đó Minh Khánh và hai vị sư huynh ăn cơm ở ngay nhà trọ. Thực ra căn nhà này là của một bà lão trong làng, bởi vì các con đi làm xa nên không có người ở. Thấy ba anh em chất phác, bà lão thương tình cho ba người thuê trọ. Bữa cơm bọn họ đang ăn cũng là bà lão nấu. Minh Khánh hít hà mùi thơm. Không cần nhìn Minh Khánh cũng biết có một bát canh rau vặt nấu cua đồng. Mùi thơm của mướp hương, rau đay và cua không thể lẫn vào đâu được. Thêm một đĩa cả muối mặn, Minh Khánh có thể ăn cả năm mà không chán. Ngoài ra còn có một đĩa nộm hoa chuối. Vị chua chua của nộm, vị béo của lạc, vị bùi của hoa chuối trộn lẫn vào nhau khiến Minh Khánh rất thích. Cuối cùng là một đĩa đậu phụ và một bát mắm tép. Đậu phụ rán giòn chấm mắm tép cay mặn ngọt ăn thật là sướng. Ba anh em ăn sạch nồi cơm to của bà lão. Đến chiều ba anh em bắt đầu hướng về làng mía. Tất cả người tu đạo cũng đều tập trung ở đấy. Nếu có thông tin gì từ quỷ vương, bọn họ cũng sẽ nhận được. Tới làng mía, ba người liền đi tìm bá tường đạo trưởng. Ông đang ngồi trong đình làng với các vị trưởng môn khác. Nghe có người báo, ông mời cả ba vào trò chuyện. Minh Khánh lúc này mới biết được đêm qua vẫn có người gặp được quỷ vương. Nhưng không phải ở làng mía mà ở làng cuông bên kia đồng. Trong làng mía chỉ có đám đàn em của quỷ vương đi săn bắt âm hồn mà thôi. Ngoài ra Minh Khánh còn biết đêm nay người tu đạo sẽ tiếp tục truy bắt quỷ vương. Bá tường đạo trưởng mời ba anh em cùng đi với ông. Phần 7, Nghĩa địa máu. Chương 38, Cái chết của Minh Khánh. Minh Khánh dò dẫm theo đoàn người trong bóng tối. Việc không thấy đường khiến hắn đi rất chậm. Hắn phải liên tục dùng gậy để cảm nhận đường đi. Trận mưa hôm qua khiến con đường trở nên khá lầy lội. Nơi đây là nghĩa địa của làng con. Có người tin rằng sau khi bị lộ, quỷ vương sẽ trốn tại đây. Liên minh của người tu đạo chia làm 3 đoàn để lùng sục quanh khu vực này. Ba anh em phái Phổ Linh, bá tường đạo trưởng phái một quyết nhận nhiệm vụ truy lùng bên trong nghĩa địa. Trời tháng 7 không cũng không lạnh. Nghĩa địa ban đêm tràn ngập tiếng nỉ non của các loại côn trùng. Thi thoảng có tiếng sột soạt của chuột hay rắn làm tổ nơi đây. Minh Khánh bước qua mấy ngôi mả mới. Khí lạnh bốc lên khiến hắn rùng mình. Xung quanh âm khí dày đặc. Quỷ vương bị thương xong nếu tới đây chữa thương thì quả là tuyệt vời. Bọn họ đi qua mấy ngôi mả thấp không chủ, tìm vào trung tâm của nghĩa địa. Nơi đây phần lớn là mộ đã cải táng. Bởi vì có lẽ để từ mùa xuân đến giờ, cỏ tranh mọc rậm rạp. Bốn người mon men theo con đường nhỏ lội qua đám cỏ tranh. Màn đêm vẫn sâu hun hút, gió bắt đầu thổi mang theo cái vị lạ lạ của hương cháy không hết gặp mưa. Minh Khánh giữ chặt lá bùa trong tay. Đột nhiên bá tường đạo trưởng dừng lại. Ông nói, nhìn kìa, ở kia có một cái mộ đá bị mở nắp. Ba anh em theo tay ông nhìn lại. Có vẻ đó là mộ của một người giàu hoặc từng làm quan. Mộ được xây bằng đá, cao và sạch sẽ, so với những ngôi mộ còn lại thì trông như hạc giữa bầy gà. Nắp mộ đã bị ai đó nạy lên, có thể là một tên trộm mộ hoặc là một kẻ nào đó thù oán với người đã chết chăng? Minh Khánh chỉ nhìn thấy nơi đó bị âm khí đậm đặc che phủ, cả bốn người tiến lại gần. Minh Long kêu lên, ồ bên dưới có cầu thang này. Minh Dũng sờ sờ ngôi mộ, miệng nói, loại mộ có tầng hầm này xây rất tốn kém.
chắc hẳn người này khi sinh tiền phải là một vị quan rất to, thậm chí là vương công tể tướng cũng nên. Bá Tường đạo trưởng nói, chúng ta đi xuống thôi, dù sao cũng phải kiểm tra một lần. Cả bốn người bước chậm rãi theo bậc thang đi xuống dưới. Mặc dù họ đã đi rất nhẹ chân nhưng không hiểu đá xây mộ làm bằng chất liệu gì mà nó cứ kêu lên cột cột. Minh Khánh lần này đã không đi sau nữa mà đứng ngay cạnh Bá Tường đạo trưởng. Trong bóng tối thế này âm nhãn của hắn rất có ích. Cầu thang cũng không dài lắm, chỉ khoảng gần 30 bậc. Phía dưới là một căn hầm vuông vức và rộng rãi. Nơi đây cũng được xây gạch rất sạch sẽ. Minh Long hỏi, sao nơi này đến một hạt bụi cũng không có nhỉ? Ai đó thường vào đây quét dọn chăng? Minh Dũng nhíu mày trả lời, hòa có điên mới chui vào trong lòng mộ làm bạn với xác chết thế này. Có quét dọn gì thì làm bên ngoài là được rồi. Bá Tường đạo trưởng đưa tay lên miệng, xịt một cái. Hai người im lặng. Bá Tường đạo trưởng hỏi, mọi người có nghe thấy gì không? Minh Long thốt lên, có tiếng nước chảy. Rồi tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi tanh của máu. Bá Tường đạo trưởng nhìn mọi người rồi hỏi, mùi máu ở đâu mà nồng thế nhỉ? Minh Dũng đáp, không rõ lắm. Cả bốn người tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng bọn họ thấy một chiếc quan tài gỗ đặt cuối căn hầm. Chiếc quan tài khá to, nó được sơn son thiếp vàng với nhiều hình thù kỳ quái được đặt trên một chiếc giá gỗ. Từ bên trong âm khí bốc lên ngùn ngụt. Đột nhiên Minh Long kêu lên, máu đang chảy từ bên trong ra kìa. Mọi người chú ý mới thấy ở đầu chiếc quan tài. Máu tươi đang tràn ra, rồi nhỏ tong tong xuống sàn. Bà Tường đạo trưởng trầm giọng nói, nơi này thật tà môn. Chúng ta có nên mở nó ra không? Minh Dũng trả lời một cách kiên quyết, phải mở quan tài ra kiểm tra. Thầy trừ tà không thể né tránh những chuyện như thế này. Nói rồi gã phân phó, Khánh, để đứng nơi này, chuẩn bị kiếm và bùa đi. Nếu thấy gì bất chắc thì kêu lên. Long, để bảo hộ phía sau cho Khánh. Bá Tường đạo trưởng, làm phiền ông bảo hộ cho tôi. Tôi sẽ mở quan tài ra. Bá Tường đạo trưởng đồng ý. Minh Dũng tiến lên, dùng kiếm gỗ nạy quan tài ra. Người tu đạo thường có khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Không nói Minh Dũng, Minh Long, Minh Khánh năm 15 tuổi cũng từng đè ngã một con trâu mộng lúc nó chạy húc người. Minh Dũng nạy quan tài ra không chút khó khăn. Gã nói, tất cả cẩn thận, tôi mở ra đây. Rồi gã dùng mũi kiếm đẩy nắp quan tài ra. Tất cả mọi người bỗng trầm mặc một cách kỳ lạ. Qua ẩm nhãn, Minh Khánh không thấy bất cứ điều gì khác thường nhưng hắn biết là có chuyện. Hắn hỏi, sư huynh, có chuyện gì vậy? Minh Dũng nói một thảm thiết, không, không, không thể như vậy được. Long không thể chết như thế được. Có chuyện gì? Minh Khánh vội hỏi lại. Bá Tường đạo trưởng nói, Minh Long nằm trong quan tài. Cậu ấy chết rồi. Minh Khánh lại hỏi, đạo trưởng nói đùa gì vật? Minh Long sư huynh vẫn đứng bảo hộ phía sau tôi mà. Minh Khánh quay người lại sau mò mẫm. Không có ai cả. Minh Long đã biến mất từ bao giờ? Sư huynh ơi sư huynh. Minh Khánh vừa sờ soạng ra phía sau vừa kêu lên. Hắn không tin sư huynh vừa đứng cạnh hắn lúc nãy giờ đã nằm trong quan tài. Nói đùa gì vậy? Bọn họ là thầy trừ tà. Làm sao có thể để ma quỷ lấy mạng mà không biết nguyên nhân? Bá Tường đạo trưởng lúc này nói một câu làm hắn tỉnh giấc. Xem sắc mặt và làn da thì cậu ấy mới chết cách đây không lâu. Chắc là từ lúc chúng ta nghe thấy mùi máu. Minh Dũng quát lớn, làm sao có thể như vậy được? Lúc nãy Minh Long vẫn còn đi sau chúng ta. Trước lúc tôi mở hòm tôi vẫn còn bảo đệ ấy bảo vệ Minh Khánh cơ mà. Bá Tường đạo trưởng trả lời, mặt đắng chát, bần đạo cũng muốn biết lúc ấy kẻ đứng sau chúng ta là ai. Một cơn gió lạnh thổi qua. Mùi máu lại bốc lên đậm đặc. Bá Tường đạo trưởng nói, nơi này tà môn quá, chúng ta đi khỏi đây thôi. Sáng mai hãy quay lại. Minh Dũng đáp, để tôi mang Long để về cái đã. Nói rồi gã thò tay vào trong quan tài bế Minh Long lên. Đừng, Bá Tường đạo trưởng kêu lên. Thế rồi hai bàn tay thò ra kéo luôn Minh Dũng vào trong quan tài. Cạch, nắp hòm bỗng đóng lại. Bá Tường đạo trưởng kinh hoàng kêu lên, yêu nghiệt phương nào. Rồi qua ẩm nhãn, Minh Khánh thấy cái hình đỏ đỏ vàng vàng của Minh Dũng bỗng biến mất. Thậm chí trong quan tài không còn lại bất kỳ một tia dương khí nào. Mùi máu càng lúc càng đậm. Bá Tường đạo trưởng kêu lên, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Rồi không để cho Minh Khánh kịp đồng ý, ông kéo Minh Khánh chạy.
Lúc này Minh Khánh còn đứng ngẩn ngơ như người mất hồn. Hắn còn chẳng kịp đau đớn vì cái chết quá đột ngột của hai vị sư huynh. Mãi đến cửa lên ngôi mộ, hắn mới giật tay của bá tường đạo trưởng ra. Hai vị sư huynh của tôi còn ở dưới kia. Rồi hắn đi ngược trở xuống. Bá tường đạo trưởng ôm chặt lấy hắn, không cho hắn đi xuống. Minh Khánh điên cuồng vùng vẫy một lúc lâu, trên đột nhiên mùi máu bỗng xông lên mũi hắn như muốn sặc khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn phát hiện bá tường đạo trưởng đã buông hắn ra, giọng ông yếu ớt. Minh Khánh, cậu nên kiềm chế đau thương. Phía dưới đó rất nguy hiểm, sáng mai chúng ta tập hợp đông người hãy quay trở lại. Minh Khánh hỏi, đạo trưởng, ông làm sao thế? Thanh kiếm của cậu đâm vào tôi. Minh Khánh mới nhận ra trong lúc hắn vùng vẫy, tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm trên tay vô tình đâm vào đùi của bá tường đạo trưởng. Minh Khánh vứt kiếm đỡ lấy ông, đạo trưởng, ông có sao không? Bá tường đạo trưởng nói một cách từ tốn. Bần đạo không sao, chúng ta rời khỏi đây đi, nơi này quá nguy hiểm. Minh Khánh nói, để tôi dìu đạo trưởng. Đột nhiên Minh Khánh thấy bá tường đạo trưởng kêu lên, a. Minh Khánh hỏi, có chuyện gì thế đạo trưởng? Bá tường đạo trưởng hỏi một cách ngạc nhiên, cậu nắm chân tôi làm gì thế? Minh Khánh cũng ngạc nhiên hỏi lại, tôi có nắm chân ông đâu? Như nghĩ ra điều gì, hắn vội nhìn xuống. Một cú giật mạnh như vũ bão kéo bá tường đạo trưởng ra khỏi tay Minh Khánh. Ông kêu lên một cách sợ hãi, á á, Minh Khánh vội vàng nắm lấy tay ông, nhưng không chống cự được lực kéo mạnh mẽ đó. Cả hai người rơi xuống dưới bậc thang của ngôi mộ. Trong lúc lăn vòng trên những bậc thang, đầu và lưng ngực va vào đá khiến hắn đau nhức. Minh Khánh vẫn nắm chặt tay đạo trưởng. Đến lúc hai người chạm đất, Minh Khánh lồm cồm bò dậy kêu lên, bá tường đạo trưởng, ông có sao không? Hắn sờ sờ tay ông, bàn tay sao lạnh thế? Đột nhiên hắn phát hiện mình nắm chỉ là một cánh tay đứt. Một cơn ớn lạnh từ sống lưng xông lên đỉnh đầu. Minh Khánh hỏi quanh, bá tường đạo trưởng, ông ở đâu, ông ở đâu? Không có ai đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua căn hầm mang theo mùi tanh nồng của máu. Minh Khánh dò dẫm bò từng bậc lên phía trên. Hắn muốn lấy lại tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm mà hắn làm rơi. Một tay cầm búa chú, một tay dò dẫm từng bậc. 25, 26, 27 Minh Khánh lẩm nhẩm đếm. Hắn nín thở, mùi máu nồng nặc quá. Thậm chí Minh Khánh cảm tưởng máu tươi dính lên cả quần áo, da thịt và đầu tóc hắn. Đến bậc cuối cùng rồi, Minh Khánh bò lên thở hổn hển. Không phải hắn mệt vì bò 30 bậc thang mà là do phải phân tâm đề phòng phía sau. Hắn bỏ lại chỗ hồi nãy nhặt lên thanh ma kiếm. Vừa sờ được vào chuôi thì hắn thấy có ai đó nắm lấy chân. Minh Khánh trở tay chém ngược về sau nhưng không kịp rồi. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cầm kiếm hắn, rồi một bàn tay khác nắm lấy tay cầm búa của hắn. Trong phút chốc, Minh Khánh thấy mình bị kéo xuống một cái hố sâu, rồi chui vào trong cái quan tài. Quan tài cứng và lạnh như làm bằng sắt. Minh Khánh cảm giác thấy quan tài của hắn đang chìm dần xuống, rồi đột nhiên từ bên ngoài quan tài vô số đao kiếm bỗng đâm vào. Từ từ xuyên qua thành quan tài chạm vào da thịt hắn, rồi tiếp tục tiến tới. Cơn đau đớn khiến hắn vừa gào thét vừa dãy giụa. Nhưng tất cả đã quá muộn. Chương 39, vòng lặp. Khánh, mau tỉnh lại đi. Để mơ cái gì mà họ hét ghê thế? Minh Khánh giật mình mở mắt. Trước mặt hắn là Minh Dũng và Minh Long. Cả hai người đều lo lắng nhìn hắn. Minh Dũng còn đặt một bàn tay lên vai hắn khiến Minh Khánh bình tĩnh lại. Hắn kể giấc mơ hồi nay cho hai người nghe, nhưng hắn mới kể được một nửa thì ngực đau nhói. Minh Khánh thấy cổ họng ngọt ngọt. Hắn phun ra một ngụm máu. Minh Dũng vỗ ngực hắn cho hắn dễ thở, miệng nói luôn, đừng kể nữa, đừng kể nữa. Minh Khánh gật đầu, trong lòng càng lúc càng lo lắng. Chẳng lẽ giấc mơ đó không phải chỉ là giấc mơ mà là một phần của thiên cơ? Minh Long hỏi Minh Dũng, đấy là thiên cơ sao? Chẳng lẽ đêm nay chúng ta sẽ chết? Minh Dũng trầm ngâm một lát rồi nói, tôi đoán không phải. Muốn xem thiên cơ phải hy sinh tuổi thọ, luật này người tu đạo ai cũng biết. Giấc mơ của Khánh chắc chỉ là một loại báo mộng mà thôi. Đêm nay chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm và chết giống hệt giấc mơ, hoặc cũng có thể sống sót. Nghĩa là sao? Thiên cơ giống như một cái mê cung. Khi xem thiên cơ người ta thường xem cái điểm ra của nó,
báo mộng thì khác. Nó chỉ là một lối rẽ trong mê cung mà thôi. Nếu chúng ta đi theo lối khác, thì kết quả sẽ không giống lúc trước. Chẳng hạn đêm nay nếu chúng ta không đi đâu cả thì chuyện sẽ không xảy ra. Bây giờ là lúc nào rồi? Minh Khánh hỏi. Khoảng giữa giờ tuất. Minh Long đáp. Bá Tường đạo trưởng đâu rồi? Ông ấy vẫn đang bàn bạc với các trưởng môn phái khác. Minh Khánh hỏi, vậy đêm nay chúng ta? Hắn chưa nói hết lời thì Bá Tường đạo trưởng đã bước tới. Ông nói, chúng ta phải đi làng con ngay. Nghe nói nghĩa địa ấy có thể là nơi quỷ vương ẩn nấp. Minh Dũng hỏi lại, đoàn chúng ta có mấy người? Bá Tường đạo trưởng trả lời, 4 người chúng ta là đủ rồi. Minh Dũng lắc đầu nói, đạo trưởng, nghĩa địa làng con cực kỳ nguy hiểm. Càng nhiều người sẽ càng dễ giúp đỡ nhau hơn. Bá Tường đạo trưởng ngạc nhiên lắm. Ông nói, chỉ là một khu nghĩa địa bình thường thôi. Làm sao mà nguy hiểm được? Minh Long trả lời rất kiên quyết, Bá Tường đạo trưởng, nơi đó rất nguy hiểm. Nếu chỉ 4 người thì bọn tôi sẽ không đi vào đâu. Bá Tường đạo trưởng nhìn 3 người. Vậy để tôi xin thêm viện binh. Ông đi vào trong đình làng một lát rồi trở ra với 4 người nữa. Ông giới thiệu họ với 3 anh em phái Phổ Linh. Một người tên Phạm Duy là thấy trừ tà của dòng họ Phạm đất Nam Lan. Ông ta mặc trên người bộ quần áo nâu của nông dân. Trên lưng khoác một chiếc gùi. Minh Long nói nhỏ rằng trông ông ta rất tức cười. Tiếp theo là một cô gái xinh đẹp. Cô tên là Hà Linh của phái Thiên Niên. Nghe nói đêm qua cô đã gặp quỷ vương nhưng vẫn sống trở về. Minh Dũng và Minh Long đều nhìn cô một cách kính nể. Người tiếp theo là đạo sĩ già của phái Tùng Phong, pháp danh Tùng Kiệt. Phái Tùng Phong là một trong 7 phái lớn của phủ Lộ Bình An. Đứng ngang với phái Nam Cung bị quỷ vương tiêu diệt. Ông mặc bộ đạo bào cũ, khuôn mặt của ông ngăm đen, tóc búi gọn sau gáy. 3 anh em chào ông chỉ ậm ừ đáp lại. Có vẻ như Tùng Phong đạo trưởng không thích đi đêm lắm. Cuối cùng là một học trò của Bá Tường đạo trưởng mới đến tăng viện tên là Anh Đức. Anh ta tuổi trẻ lại nói luôn miệng. 3 anh em vui vẻ chào hỏi họ. Minh Khánh biết thêm người là thêm một phần sức mạnh. Có bọn họ giúp đỡ đêm nay khéo việc giữ hóa lành cũng nên. 8 người bắt đầu khởi hành vào lúc giờ tuất chuyển qua giờ hợi. Bọn họ đi thẳng ra nghĩa địa làng con. Đường bờ ruộng thật khó đi. Minh Khánh ngã rúi rụi. Bà Mun sợ bẩn nên đã leo lên cái gùi sau lưng Minh Dũng khiến Minh Long phải dắt hắn. Hơn nửa canh giờ bọn họ cũng đến được nghĩa địa. Minh Dũng đề nghị không trực tiếp đi vào mà vòng quanh xem xét tình thế đã. Thế nhưng Tùng Kiệt đạo trưởng lại phản đối. Ông cho rằng đi vòng rất dễ bị quỷ vương phát hiện, khi đó nó sẽ chạy trốn. Bá Tường đạo trưởng thấy có lý, quyết định đi thẳng vào. Ông không thấy sắc mặt Minh Khánh càng lúc càng tái nhợt. Hệt như giấc mơ hồi nãy. Trong nghĩa địa tràn ngập tiếng nỉ non của các loại côn trùng, âm khí bốc lên ngùn ngụt. Hơi lạnh trộn lẫn mùi hương cháy gặp nước mưa khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn nắm chặt lấy tay Minh Long. Lần này cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bỏ tay sư huynh ra. Minh Long như hiểu ý, vỗ vỗ vào tay hắn bảo hắn đừng sợ. Đoàn người đi qua đám cỏ tranh bước vào trung tâm nghĩa địa. Minh Khánh đã lấy tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm ra cầm tay. Hắn vẫn còn được sở hữu sức mạnh của nó cho đến trước bình minh ngày mai. Âm nhãn của hắn đảo lia lịa qua các ngôi mộ có nhiều âm khí. Vẫn không có gì bất thường. Lúc này giọng Bá Tường đạo trưởng vang lên khiến Minh Khánh giật thót. Nhìn kìa! Ở kia có một cái mộ đá bị mở nắp. 3 anh em phái Phổ Linh đã tụt lại ở cuối đoàn. 3 người cẩn thận tiến đến bên ngôi mộ đá. Ngôi mộ cao và sạch sẽ, bên trong là một đường hầm sâu hun hút. Anh Đức kêu lên, ồ bên dưới có cầu thang này. Hà Linh cũng đồng ý với gã. Loại mộ có tâm hầm này xây rất tốn kém. Chắc hẳn người này khi sinh tiền phải là một vị quan rất to. Thậm chí là vương công tể tướng cũng nên. Nỗi lo sợ bắt đầu hiện lên trên mặt Minh Khánh. Tất cả không khác gì giấc mơ hồi nay của hắn. Nếu như tất cả là thật, đêm nay bọn họ chết chắc rồi. Lúc này Minh Dũng hỏi nhỏ vào tai, có giống không? Minh Khánh gật đầu. Bá Tường đạo trưởng nói, chúng ta đi xuống thôi, dù sao cũng phải kiểm tra một lần. Minh Dũng băn khoăn hỏi, đạo trưởng nơi này rất nguy hiểm, chúng ta có thể sáng mai hãy đi được không? Bá Tường đạo trưởng chưa kịp trả lời thì Phạm Duy đã nói, nơi này ngoài âm khí khá nhiều ra thì không có thứ gì khác.
Dòng họ Phạm đất Nam Lan là một dòng họ bắt ma cực kỳ nổi tiếng trong giới tu đạo. Hiện tại uy tín của bọn họ thậm chí còn vượt qua cả Quang Minh đàn tràng ngoài Bắc. Không ai nghi ngờ lời Phạm Duy nói cả. Thậm chí nếu không có báo mộng thì Minh Khánh cũng nghĩ hệt như y vậy. Nhưng hắn biết nơi này ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, vượt trên cả những hiểu biết của thầy trừ tà. Minh Dũng nói, chúng tôi sẽ không đi xuống đâu. Tùng Kiệt đạo trưởng cười nhạt, bần đạo cứ tưởng phái Phổ Linh là phái trừ tà đệ nhất. Hóa ra chỉ có tiếng mà không có miếng, đến một ngôi mộ tầm thường cũng không dám đi vào. Vậy để bần đạo đi vào trước vậy. Không mượn đến phái Phổ Linh các vị. Anh Đức lúc này cũng nói, các vị sư huynh đừng sợ, chúng ta có 8 người. Cho dù đánh không lại thì tôi nghĩ chạy trốn cũng không khó.